Dân làng á thì họ không có binh cha con ông Tư. Họ chỉ không phục vì con xử cho anh chức cưới người khác. Trong khi anh ta chỉ muốn cưới con của ông Tư. Con làm vậy thì đâu có tình có nghĩa gì đâu con. Chứ không lẽ để anh ta cưới một cô gái không thủy chung, tham lam bất nghĩa như cô ta thì mới đúng sao cô? Hạng người tham sang phụ khó đó, níu kéo chỉ trước họa vào thân thôi. Cô cố gắng gượng ở bên nhau, trước sau gì cũng tan dở. Sao con có vẻ bức xúc quá vậy con? Con đang liên tưởng tới chuyện của Minh Lan đúng không? Minh Lan gì cô? Đừng có giấu cô. Con đang bị tình riêng xen vào chuyện công rồi đó. Vết thương trong lòng con bấy lâu tưởng lành lặn, nay lại nhói đau sưng tấy bởi vì vô tình chạm phải. Vậy nên phán xét của con hôm nay mới bị ảnh hưởng rất nhiều. Có phải con còn thương Minh Lan nên con mới còn hận nó phải không Trọng Nghĩa? Cô nói chuyện đi đâu vậy? Cái nào ra cái đó chứ. Sao tự nhiên cô Út lại nhắc tới chuyện này? Con càng đè nén cảm xúc của mình thì nó càng nhức nhối âm ỉ đó Trọng Nghĩa à. Con nghe cô Út nè, con quên Minh Lan đi. Nó đã có chồng và an phận làm mợ hai nhà họ Tô rồi. Con cũng đã là quan huyện của vùng này. Đừng vì nhớ chuyện xưa mà ảnh hưởng đến danh tiếng của mình nha con. Con và nó không có nhân duyên với nhau thì có cố gắng mấy cũng khó mà thành. Con hãy buông bỏ chuyện quá khứ đi con. Con nhức đầu quá, thôi con vào ngủ trước đây. Lời hứa thì để cho gió bay, hiện tại mới là đáng nói. Em không thể mòn mỏi chờ đợi anh trong khi cha của em mỗi ngày một già yếu đi. Trọng Nghĩa à, hết rồi, hết thật rồi. Anh hãy quay về chăm chỉ trau dồi kinh sử, thi cử đỗ đạt để thỏa ước nguyện của mẹ anh. Bác cũng đã khổ nhiều rồi, đang chờ anh thành tài để báo hiếu. Anh à, anh hãy quên em đi. Minh Lan, không lẽ mình còn lưu luyến cô ta như lời cô Út nói sao? Không, không đời nào. Hàng người như cô ta không có gì mình phải dương vấn cả. Chắc mình khó ngủ vì lo công việc thôi. Mẹ hồi nào tới giờ hiền hậu bao nhiêu, chưa bao giờ nặng nhẹ với ai mà phải thốt ra những lời cự tuyệt như vậy. Chứng tỏ là mẹ rất hận cha. Chẳng lẽ cha dính líu tới cái chết của ngoại thiệt sao? À, Bình Lan, hôm trước em cũng có nói ghi vấn về điều này, nhưng mà anh thấy khó tin quá.
Em biết anh khó mà tin chuyện này. Dù sao thì ông ấy cũng là cha của anh. Hôm trước mẹ anh cũng gạt bỏ hoàn toàn nghi vấn của em, giống y như anh vậy. Nhưng chắc mẹ đã tự mình nghe thấy âm mưu thâm độc của cha, cho nên mới quyết liệt như vậy. Thì biết là vậy, nhưng mà anh thấy khó xử quá em à. Anh không biết phải nghe ai và bỏ ai nữa. Một bên là cha, còn một bên là mẹ. Bên nào cũng là đấng sinh thành. Bình Lan, em biểu anh phải làm sao đây? Anh cứ làm đúng chút thư của ông. Nếu như cha thực sự như mẹ nói, thì anh cần phải bảo vệ cái cơ ngơi mà ông đã mất cả đời để gầy dựng nên nó. Em cũng nghĩ cha là người như vậy thiệt sao Bình Lan? Em chỉ nói theo trực giác của mình mà thôi. Có lẽ cùng là phận đàn bà với nhau, nên em tin mẹ hơn. Và theo một số người nói lại, thì cha có nhiều biểu hiện giống như lời mẹ nói vậy. Mấy hôm nay cha đã đi gặp các đối tác và các nguồn cung ứng hàng ở khắp nơi để khẳng định lại mối giao hảo đó. Anh có biết điều đó không? Từ trước tới giờ cha vẫn làm như vậy mà, có gì đâu mà lạ. Anh ngây thơ quá rồi. Trước kia khác, còn bây giờ anh mới là chủ hợp pháp của toàn bộ cái cơ ngơi này. Cha làm như vậy là để chứng minh quyền lực của mình. Cha muốn cho mọi người biết cơ ngơi của nhà họ Trịnh, cho dù anh có đứng tên thì cũng chỉ là hữu danh vô thực. Và người có quyền hành thực sự chính là cha. Chỉ cần cha lên tiếng thì tất cả xưởng chành, điền sản của Trịnh gia đều sẽ tê liệt, ngưng hoạt động ngay. Đó là cách để vô hiệu hóa anh đó. Anh có hiểu không? Cha thực sự sẽ làm vậy sao? Cha của anh là người đa mưu, túc trí và nhiều tham vọng. Ông sẽ loại trừ bất cứ ai dám ngáng chân mình trên con đường tham vọng. Ông ngoại là một minh chứng. Em nghĩ nếu như mẹ và anh dám cản đường ông ta thì ông ta cũng sẽ không nể gì đâu. Người mà anh gọi là cha là một người như vậy thật sao? Bởi vậy anh phải cẩn thận và đề phòng mọi đường đi nước bước của cha. Anh đừng vì tình cha con mà do dự thiếu dứt khoát. Chỉ cần cha anh thâu tóm được toàn bộ quyền điều hành cái gia sản này thì lúc đó anh và mẹ trở tay không kịp nữa đâu. Vậy anh phải làm sao? Anh không phải là đối thủ của cha. Phải, nhưng anh còn có em. Em biết đường đi nước bước của cha và sẽ ít nhiều giúp anh ngăn chặn cha thực hiện kế hoạch của mình. Trời ơi, sao mọi chuyện lại trở nên tệ hại như vậy? Anh không thể nào hiểu nổi. Mới ngày nào vẫn còn là người một nhà, vậy mà bây giờ trở mặt đối phó nhau như kẻ thù. Anh thật sự mệt mỏi quá Minh Lan à. Bây giờ anh chỉ muốn buông xuôi tất cả và bỏ đi đâu đó thật xa. Anh không được yếu đuối như vậy. Anh nên nhớ những gì mẹ nói là không được chùn bước trước cha. Anh phải can đảm đối diện sự thật này cho dù nó đau lòng đến mấy. Em nguyện sẽ cùng anh bước tiếp con đường gian khổ này. Dạ công tử. Dạ tiểu thư về rồi đó công tử. Đang ở phòng khách đó. Ừ. Dạ. Như Ý, Như Ý, nàng có sao không? Nhất Dương thế nào rồi? Trương huynh, ta cũng đang tính tìm gặp huynh để hỏi vài chuyện đây. Nhất Dương đã bị khép án tử vì ghép hai bản án lại.
Nhưng mà ta có thắc mắc. Không phải hôm đưa ta về nhà, huynh đã nói là sẽ gặp quan huyện để minh oan cho ta và huynh ấy sao? Huynh đã nói là bà mẹ kế sợ tội cho nên đã trốn thoát. Tức là họ mới chính là thủ phạm giết chết cha ta. Tại sao bây giờ Nhất Dương lại là người chịu tội chứ? Rốt cuộc huynh đã nói gì với quan huyện vậy? Nàng nói như vậy chẳng khác nào trách ta đẩy Nhất huynh vào tội tử. Ta đã cất công tìm quan huyện và vất vả tìm cách minh oan cho nàng và anh ta. Nhưng mà xử lý như thế nào là do quan huyện chứ, chứ ta nào có can thiệp được. Khi mà hay tin Nhất huynh bị khép tội, ta cũng bất ngờ như nàng vậy. Huynh nói thật không? Vậy tại sao? Vậy ta sẽ gặp quan huyện một lần nữa để hỏi cho ra lẽ chuyện này. Tại sao ông ta đã nghe huynh trình báo là bà Lý mới chính là thủ phạm mà không truy nã bà ta, lại đi ghép tội Nhất Dương chứ? Ta cũng không biết nữa. Chắc là có lẽ quan huyện không tin ta, hay là ông ta có bằng chứng gì đó chứng minh Nhất huynh mới là kẻ có tội. Thêm phần ông ta nôn nóng lập công với triều đình nên mới làm như vậy chăng? À, nhưng bây giờ nàng cần phải nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó nàng hẳn đi gặp quan. Nhìn nàng hốc hác làm ta xót xa lắm, nàng biết không? Hỏi thật, nếu đổi lại là ta gặp nàng thì nàng có tất tả ngược xuôi như vậy không? Hay chỉ vì hắn nên nàng mới lao tâm khổ tứ như vậy thôi? Huynh nói vậy là có ý gì? Nhất huynh là người vô tội, huynh ấy là người có ơn với ta, nên ta không thể nào làm ngơ khi nhìn huynh ấy gặp chuyện như vậy. Nhưng dù sao cũng còn chút an ủi là quan huyện làng Nhất đã phát lệnh truy nã bà mẹ kế. Nếu như bắt được bà ta thì chắc chắn Nhất huynh sẽ được minh oan. Vậy sao? Mà bà ta bây giờ chắc đã cao chạy xa bay, khi mà đã cưỡng hết dòng vàng tư trang nhà họ Lý, biết đâu mà tìm chứ. Lưới trời lồng lộng, nhất định mụ ta sẽ phải bị xa lưới. Cha ơi cha, nếu cha có linh thiêng thì cha hãy phù hộ cho quan quân truy bắt được kẻ ác phụ đã nhẫn tâm giết chết cha và kẻ đầu sỏ đã đứng sau lưng tất cả những chuyện này. Có như vậy thì cha mới ngậm cười nơi chính suối, và người ngay mới được minh oan. Tôi có lỗi với ông. Ông ơi, tha lỗi cho tôi. Tôi không có làm trọn bổn phận của một người mẹ. Tôi không xứng là vợ của ông. Tí Anh ơi, mẹ có lỗi với con. Tha lỗi cho mẹ đi con. Mẹ, mẹ, mẹ con suốt đêm qua cho tới giờ cứ mê man rồi tự trách mình, sỉ giả mình vậy đó con. Chưa bao giờ cô Út thấy mẹ của con bị như vậy. Dù lửa cháy ngang mày hay cận càng hiểm nguy, mẹ con cũng không bao giờ gục ngã. Vậy mà lần này... Tí Anh ơi, tha lỗi cho mẹ. Tí Anh ơi, lỗi của mẹ. Cô Út à, lúc con chưa ra đời, gia đình mình đầm ấm, hạnh phúc lắm, đúng không cô? Cô kể cho con nghe đi.
Lúc đó nhà mình tuy nghèo nhưng mà sống vui vẻ lắm. Trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, bạn bè trong xóm ra vô tấp nập vậy đó. Mẹ con thì cứ càm ràm cha con miết vì cái tật ưa giúp người dưng. Còn thằng Tí Anh thì tối ngày quấn lấy cha con. Ảnh đi đâu nó cũng đòi theo cho bằng được hả? Anh ấy giống cha con lắm hả cô? Ừ, thì cũng giống cha con. Cũng vững chãi, cục mịch, ruột bỏ ngoài da. Chị hai chửi cái gì cũng cười hề hề, coi như gió thoảng qua tai vậy. Mà lúc đó thằng Tí Anh nó ngưỡng mộ cha con dữ lắm. Nó cứ luôn miệng nói sau này sẽ bắt chước cha, làm việc hào hiệp trượng nghĩa. Không ngờ cái tính hào hiệp đó đã hại cha con, rồi bây giờ hại tới anh hai con nữa. Lúc con nằm trong bụng mẹ, nó cứ mong con mau mau chui ra để có anh có em cho vui vẻ. Vậy mà con ra đời thì cha lại mất, còn anh con thì lại thất lạc tha hương. Ờ, cô Út à, có khi nào tuổi của con khác cha con không? Ờ, cái thằng Chứ sau khi con ra đời thì gia đình mình gặp đủ thứ tai ba dạ gió. Nó bậy không hà, làm gì có chuyện xung khắc ở đây. Tất cả cái chuyện này là do tên Tô Hoàng ném đá giấu tay, hại chết cha con, rồi truy sát gia đình mình, nên anh con mới sảy chân té xuống vực. Cô thì cứ tưởng đâu đời này kiếp này sẽ không gặp được Tí Anh nữa chứ. Nhưng gặp lại trong hoàn cảnh này cũng thật là éo le ngang trái cô Út mà. Ừ, vậy nên mẹ con mới tuyệt vọng vậy đó. Nè, có cách nào cứu anh con không thế em? Mẹ con vì chuyện này mà đổ bệnh. Nếu Tí Anh xảy ra chuyện gì, chắc chị không sống nổi quá con. Lai. Dạ thưa công tử. Lúc này tiểu thư sao rồi? Dạ tiểu thư trong lúc rài á, ăn không ngon ngủ không yên giấc, lúc nào á trong lòng cũng bồn chồn lo lắng hết đó công tử. Vậy hả? Dạ. Ngươi phải nhớ theo sát tiểu thư. Dạ. Có động tĩnh gì phải báo cho ta ngay. Dạ. Đây, cầm lấy số bạc này mà xài. Sao công tử cho con nhiều quá vậy? Đừng có bày đặt làm bộ, cầm đi. Dạ. Dạ, vậy thôi con đi về đây thưa công tử. Kẻo tử thư trong. Mà nè, ngươi đã nhận bạc của ta rồi, canh chừng nàng cho cẩn thận. Nếu mà nàng xảy ra chuyện gì á, ta lột da ngươi ra đó, nghe rõ chưa? Dạ con biết rồi thưa công tử. Dạ thưa tiểu thơ, tôi mới đi về mà sao tiểu thơ lại ra đây? Lỡ mà gặp gió mái trúng gió thì sao? Thôi để em đưa tiểu thư vô nhà nha. Ta muốn ở ngoài này. Dạ hôm nay có mấy sấp vải mới em mua về cho tiểu thơ nè, tiểu thơ thử coi có đẹp không, coi có ưng ý không tiểu thơ. Thôi được rồi, để từ từ ta coi sau, bây giờ ta không có hứng. Em đem vô trong cất đi. Dạ. Dạ vậy để tôi đưa tiểu thơ vào trong luôn nha. Ta đã nói rồi, ta muốn ở ngoài này thư giãn một chút. Dạ. Vô trước đi. Dạ.
Đúng như tiểu thư nghi ngờ, cô ta đã bị tên Trương công tử mua chuộc, chấp nhận bán đứng cô để làm tay trong cho hắn. Hắn đã dùng bạc để khiến cô ta theo dõi nhất cử nhất động của tiểu thư từ trước tới nay đó. Trời ơi, thì ra là như vậy. Tiểu thư, cô có sao không? Ta không sao. Mặc dù ta đã có nghi ngờ từ trước, nhưng mà nghe cô xác thực lại điều này, ta vẫn không tin vào tai của mình. Tại sao những người thân tín xung quanh ta lại quay lưng trở mặt phản ta vậy, trong khi ta đối xử với họ đâu có tệ đâu? Chỉ có bọn phản phúc mới làm như vậy thôi. Xung quanh tiểu thư vẫn còn nhiều người tốt mà. Cô đừng có suy nghĩ bi quan như vậy. Rồi tiểu thư định xử con hầu như thế nào? Cảm ơn cô. Cô chính là người tử tế nhất mà ta biết. Hiện thời ta sẽ giả vờ như không biết gì. Ta sẽ chờ đến khi nào có cơ hội thuận tiện, ta sẽ lật mặt cả hai bọn họ. Dạ, bà Nguyễn phu nhân, chẳng hay bà ghé đây có chuyện gì dạy bảo? Ta có việc đi ngang qua đây nên tiện thể ghé thăm gia đình thôi. Chẳng hay bà Lệ có nhà không? Dạ chị tôi có chuyện gì sao? Đúng là éo le quan trái, vừa gặp lại đứa con lớn thì lại phải chứng kiến cảnh đứa con nhỏ tuyên án tử anh mình. Bà biết tí anh còn sống sao? Sao hôm trước gặp không nghe bà nói gì hết? Mười mấy năm trước, ta có tình cờ gặp được một người đàn ông cứu sống thằng bé. Nó bị rơi xuống vực. Ta có nhận ra đó là tí anh, nhưng hoàn cảnh ta lúc đó không cho phép mình cưu mang nó. Còn để đi tìm chị em cô báo tin thì biết ở đâu mà tìm. Nên ta đã cậy nhờ ông ta nuôi nấng và dạy võ công cho nó. Chờ ngày nó cứng cáp sẽ quay lại tìm mẹ. Từ dạo đó đến nay ta cũng không gặp lại nó. Còn hôm ở trên kinh, lúc đó tính mạng Trọng Nghĩa đang nguy cấp nên ta không nhớ ra chuyện này để kể lại với chị em cô. Cô đừng trách ta nha cô Út. Dạ bà, tôi hiểu mà bà Nguyễn phu nhân. Gia đình tôi mang ơn phu nhân hổng hết, làm gì dám trách bà chứ. Có trách thì trách ông trời, sao mà cứ đọa đày gia đình tôi miết. Vừa mới cho gia đình tôi đoàn tụ thì lại lấy mất đi một người. Vì chuyện của tí anh mà chị hai tôi nằm liệt giường bệnh hổm rài. Còn thằng tí em thì hốc hác gầy gò, vì nó lo cho anh của nó. Tội nghiệp thằng nhỏ, thân là quan huyện mà không giúp được gì cho anh mình, nên nó khổ tâm rây rứt lắm. Mọi việc bây giờ đã an bài. Cô có buồn có trách ông trời thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Tí em cũng có cái khó của nó, thân là mệnh quan triều đình nên không thể vì tình thâm mà làm sai luật được. Chỉ buồn cho chị Lệ, vừa gặp lại con thì lại phải chia xa vĩnh viễn. Vậy là hết cách cứu tí anh rồi sao hả phu nhân? Để một chút nữa ta gặp tí em sẽ hỏi rõ sự thể ra sao, rồi ta sẽ tìm cách. Có cách sao phu nhân? Trời, nếu như mà tí anh được ra thì gia đình tôi mang ơn của bà nhiều lắm. Tôi nguyện sẽ... Cô Út à, cô bình tĩnh đi.
Chuyện này ta không dám hứa chắc. Ý anh nó mang trọng tội và đang bị tuyên án. Nó chỉ chờ ngày giải về kinh để thi hành án thôi, nên cũng rất khó để chạy tội. Là do nó tự chuốc họa vào thân thôi. Cô có biết ta tốn bao nhiêu công sức nuôi nó khôn lớn không? Chỉ mỗi việc giết tên khốn kiếp Tô Hoàng mà cũng làm không xong thì sống làm gì? Vả lại, cái chết của nó có thể giúp cho việc trả thù của ta có kết quả như ý hơn, thì mắc gì ta phải nhọc công mà cứu nó chứ. Như Ý, ta muốn nói chuyện với cô. Bà vẫn còn mặt mũi để gặp tôi sao? Bà đã giết cha tôi, dơ vét tài sản của gia đình tôi, rồi còn quay lại đây để làm gì? Bà không sợ tôi báo quan bắt bà sao? Ta biết cô hận ta lắm, nhưng vì túng quá ta mới phải tìm đến cô. Số vàng ta mang theo đã bị cướp sạch. Cô hãy giúp ta một chút bạc để đi xa. Cô giúp ta đi, đổi lại ta sẽ nói cho cô một sự thật. Bà đúng là thứ trơ trẽn, xấu xa nhất mà tôi từng gặp á. Bà đã giết cha tôi, đổ hết tội cho tôi, mà bây giờ bà vẫn dám mở miệng xin tiền tôi sao? Ừ. Bà hãy mau theo tôi đi gặp quan huyện để thú nhận mọi tội lỗi của mình. Có thể tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi sẽ xin quan giảm án cho bà. Ta biết mình đã phạm lỗi tài trời, nhưng có kẻ đã lợi dụng điều đó để hại cô và ép ta vào thế cùng quẫn. Ta xin cô đó Như Ý à, cô hãy lắng nghe ta một lần này nữa thôi. Ta có bí mật động trời này muốn nói cho cô biết. Câu chuyện này nó có liên quan tới Trương công tử và cuộc đời của cô. Bà biết gì về Trương công tử? Có phải bà và hắn đã toa rập với nhau để qua mặt tôi không? Cô đừng có tin hắn. Hắn là một tên ngụy quân tử, một kẻ đê tiện. Cô đừng nhìn vẻ bề ngoài bóng bẩy sang trọng của hắn mà lầm to. Toàn bộ gia sản nhà họ Trương không cánh mà bay theo các chiếu bạc và các cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng của hắn. Hiện tại hắn đang bị các chủ nợ dí tận giường, nếu không trả sẽ bị tịch thu căn nhà, thậm chí còn bị đi tù đài nữa. Hắn chỉ còn một con đường sống duy nhất là lấy cô để chiếm đoạt gia sản của Lý gia để trả nợ cho chủ nợ đó. Tôi thật lòng khuyên cô đừng nghe lời ngon ngọt của hắn mà lầm. Chính hắn đã cấu kết với quan huyện đẩy ta đi và bắt Nhất Dương thế vào tội mưu sát. Hôm trước ta muốn gặp cô là để nói việc này, nhưng mà hắn đã ra tay trước, khiến bà đồ em ta phải chết. Còn ta đành phải nhảy xuống vực để thoát thân đó. Làm sao ta tin lời của một kẻ gian ác như bà? Cô phải tin ta, nếu không cô sẽ bị hắn tìm cách hãm hại để lấy hết gia sản đó. Ta không có nhiều thời gian để giải thích thêm đâu. Cô cứ cho người tìm hiểu chuyện của Trương gia thì sẽ biết ngay thôi. Chuyện của Trương gia đương nhiên tôi sẽ tự biết cách ứng phó, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, sự thật thì bà vẫn là thủ phạm giết chết cha tôi. Dù bà có tiết lộ bất cứ điều gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu. Đi, bà đi với tôi lên nha môn, nhanh lên. Bà đi với tôi lên nha môn đầu thú. Bà hiện nay đang bị truy nã khắp nơi, bà có chạy đằng trời cũng không bao giờ thoát tội được đâu. Không được, ta không thể. Ta không muốn chết dần chết mòn trong ngục đâu. Ta cần một ít bạc. Ta xin cô đó, cô hãy đưa cho ta đi. Ta xin cô mà. Bà nghĩ là tôi sẽ giúp kẻ giết cha tôi sao? Cô phải giúp ta, nếu không thì ta sẽ không giao bằng chứng để minh oan cho tên Nhất Dương đâu. Chẳng phải cô đang lo cho hắn sao?
Bằng chứng? Bằng chứng gì? Bà mau đưa ra đây. Bằng chứng gì? Hả? Bằng chứng đó là hiện giờ ta không thể đưa cho cô xem được. Có nó thì tên Nhất Dương chắc chắn sẽ được minh oan. Như ý, cô không còn sự lựa chọn nào đâu. Đúng 3 ngày sau, tại địa điểm hôm trước, cô hãy tới một mình và đưa cho ta 50 lượng vàng, thì ta sẽ đưa vật chứng đó cho cô. Cô mà báo cho ai biết thì tên Nhất Dương chỉ có trời mới cứu nó. Cô nhớ đó. Không, làm sao tao có thể tin bà được. Ta không còn nhiều thời gian nữa. Tùy cô vậy. 3 ngày sau ta sẽ gặp nhau tại địa điểm hôm trước. Cô nhớ đó. Cô nhớ đó. Ủa, Lý phu nhân nói cái gì với tiểu thơ vậy? Sao phu nhân không có về cùng mình, về Lý Gia Trang? Vì có chuyện nên không về với mình được. Dạ. Chỉ là tiện đường, cho nên dì kể ta nghe về mấy bằng chứng kết tội thôi. Bằng chứng gì vậy tiểu thơ? Vật chứng để minh oan cho Nhất Dương không giết cha ta thôi. Nếu như mà Nhất Dương á không giết lão gia thì ai giết? Tiểu thơ tin lời phu nhân nói sao? Hay là mình báo quan đi tiểu thơ? Sao lại báo quan? Đây là chuyện riêng của Lý gia mà. Giả lại ta đang cần vật chứng đó. Dạ, chào bà. Xin hỏi bà là ai? Tới đây có việc gì ạ? Ta muốn tìm mợ hai nhà họ Tô. Người cứ nói có Nguyễn phu nhân từ kinh thành xuống. Dạ dạ, bà chờ tôi một chút. Dạ, Nguyễn phu nhân. Dạ, quý hóa quá. Sao bà xuống mà không báo trước? Để gia đình tôi tiện đón tiếp long trọng hơn. Chỗ này ồn ào lại lộn xộn, e là khá bất tiện để tiếp đãi phu nhân. Không sao, cô đừng khách sáo như vậy. Sẵn dịp đi thăm cố nhân nên ta ghé qua xưởng của nhà họ Tô để tham quan luôn một thể. Ta thích nơi này nên không có gì bất tiện cả. Cố nhân của phu nhân ở làng Nhất sao? Chết rồi. Vậy là hôm trước tôi khu môi múa mép quá nhiều về làng Nhất, khiến cho phu nhân chê cười rồi. Hay là sẵn đã đến đây rồi, mời phu nhân quá bộ đến Tô Gia Trang để chúng tôi tiếp đãi bà chu đáo hơn. Cha của tôi chắc là sẽ vui mừng lắm. Không cần đâu, ta thích nơi này hơn. Nào, hãy đưa ta đi một vòng để biết thêm các sản phẩm gian danh của nhà họ Tô. Dạ, mời phu nhân. Sao không? Còn đi nổi tới Thái Lan không? Em
mệt quá. Mình đi nha. Có mệt thì nói anh hai. Em có sao không? Em sao rồi? Dạ em mệt quá anh hai. Chứ em đi không nổi nữa rồi. Được rồi, leo lên lưng anh nè, anh cõng đi cho. Nhưng mà đường còn xa, anh cõng em nổi không? Hay là mình ngồi đây một chút đi anh? Em khỏe rồi mình hẳn đi tiếp nha anh ha. Không được, em đang bệnh. Nếu như tới Thầy Lan trễ, em bị nặng hơn thì sao? Cứ lên lưng anh đi, anh cõng cho. Đi, nhanh lên. Nè, được rồi. À, con nè, con giống cổng em con nổi không? Không nổi thì để chú cổng em. Dạ con lo cho em con được mà. Con cảm ơn chú. Cẩn thận đó. Cô hãy nhanh chóng báo tin này cho quan huyện Trọng Nghĩa giùm ta. Lần này nhất định phải bắt bằng được bà ta. Đây là cơ hội duy nhất để mà mình minh oan cho Nhất Dương. Không được có sai sót gì hết. Nhưng cô một mình đi gặp bà ta như vậy có nguy hiểm lắm không? Ta không sợ. Bà ta sẽ không dám làm hại ta đâu. Cái mà bà ta cần là vàng chứ không phải là mạng của ta. Ta cũng đã ám chỉ để con hầu đi báo tin cho tên họ Trương. Chắc chắn hắn sẽ đến đó giáp mặt với bà ta. Khi cả hai vạch mặt nhau thì hy vọng quan quân sẽ đến kịp để tóm gọn bọn chúng. Nếu vậy để tôi đi ngay đây. Cô cũng nhớ cẩn thận nha. Cô cũng vậy nha cô Mơ. Trăm sự ta nhờ cậy vào cô. Có đúng là bà ta không? Dạ, chính con thấy bà ta xuất hiện chặn đường Tiểu Thơ mà. Làm sao mà con nhìn lầm cho được? Vậy à? Vậy thì ngươi có nghe bà ta nói gì với Tiểu Thư không? Dạ không, lúc đó Tiểu Thơ không có cho con lại gần. Với lại á, bà ta chỉ xuất hiện chớp nhoáng thôi à, xong rồi lủi đi mất tiêu. Nhưng mà Tiểu Thơ có nói lại là bà ta hẹn ba hôm nữa đến lấy vàng để đỡ lấy vật chứng, để minh oan cho tên thẩu khấu kia đó công tử. Vậy bây giờ mình tính sao hả công tử? Vật chứng hả? Dạ. Nhưng mà làm gì có vật chứng nào chứ? À, bà ta đúng là cáo già. Thật ra là bà ta muốn lừa cú chót để cao chạy xa bay thôi, chứ làm gì có vật chứng. Dạ. Ta đã cảnh cáo bà ta rồi, mà bây giờ bà ta vẫn dám xuất hiện trước mặt Như Ý, không coi lời nói của ta ra gì. Được thôi, bà muốn thì hãy để Trương công tử này ra tay. Ta đến để tiễn bà đi một đoạn vậy. Bà ta đã đến xưởng chành để tham quan sao? Tại sao lại đến đột ngột như vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Ông yên tâm, tuy là bất ngờ nhưng tôi không làm chi sai sót hết. Nhưng bà ta đến bất thình lình như vậy thì cũng không nên xem thường. Có thể bà ta đang nghi ngờ điều gì đó nên mới có công đến tận xưởng chành để kiểm tra. Ừ, con người của bà này cũng đúng là kỳ lạ. Hành tung thì bí ẩn, mà danh tính thì kín như bưng. Không thể nào tra được một chút thông tin nào về bà ta. Nè, rồi bà ta có nói gì không? Bà ta nói sẵn đường về làng Nhất để thăm cố nhân nên mới ghé qua xưởng chành của nhà ta. Thật không? Hay chỉ là cái cớ để kiểm tra Tô gia mình? Nè,
mà cô có biết người quen đó là ai không? Bà con hay là một nhân vật tiếng tăm nào khác? Bà ta chỉ nói là người quen cũ, nên tôi cũng không tiện đi hỏi thêm. Bà ta thật là bí ẩn. Tính chơi trò mèo dờn chuột với ta hay sao? Thật ra bà là ai vậy hả Nguyễn phu nhân? Ủa, tôi tưởng là ông muốn kết thân với ngài thượng thư để nhờ cậy việc buôn bán sau này. Còn bà ta là ai thì để ý làm gì chứ? Không, ta thấy lạ cho nên có chút tò mò thôi. À, mà cô có mời bà ta đến Tô Gia Trang không? Tôi có mời, nhưng bà ta thoái thác vì phải qua làng bên thăm bà con. Mời một lần không được thì phải mời nhiều lần chứ. Cơ hội này dễ gì có lần thứ hai. Rồi bà ta có nói khi nào quay lại làng Nhất không? Không có. Ghé làng bên rồi sẽ về kinh luôn. À đúng rồi, bà ta có nói nếu ông Tô muốn gặp bà thì hãy qua làng bên. Làng bên rộng mênh mông, biết đâu mà gặp. Bà ta hẹn ông ngay mộ của bà Mụ Năm, là bà Mụ đỡ đẻ ở làng. Cứ tới đó hỏi thì ai cũng biết. Bà Mụ Năm, bà ta, cô ta có liên hệ gì? À, được, cô làm tốt lắm. Thôi, ta đi đây. Cầm đi, làm xong vụ này ta sẽ thưởng thêm cho ngươi. Dạ. Ngươi nhớ, bằng mọi giá phải ngăn chặn và không cho tiểu thư tới đó, nhớ chưa? Nhưng mà rủi á, con không ngăn cản được thì sao? Thì ngươi bỏ thuốc mê vào chén trà cho tiểu thư uống. Gói thuốc bữa trước ta đưa cho ngươi đâu? Chỉ cần ngủ một giấc thì mọi chuyện đã theo ý ta rồi. Khó lắm công tử ơi. Lúc này á, hình như là tiểu thơ có chút nghi ngờ con rồi, nên là đề phòng con dữ lắm. Không có dễ gì mà ra tay được đâu cậu ơi. Làm cách nào là chuyện của ngươi. Bây giờ ta nhờ có một chút chuyện mà nói không được là sao? Ngươi nghe cho mà rõ đây. Nếu ngươi không ngăn được tiểu thư tới chỗ hẹn thì ngươi cũng liệu hồn với ta đó. Ta sẽ cũng không để cho ngươi sống yên ổn ở trong Lý Gia Trang đâu. Ngươi cứ nhìn gương của tên Ba Đô thì sẽ biết. Dạ. Tiểu thơ, bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ ngọ. Sao mà tiểu thơ đã thay y phục rồi? Suốt đêm qua ta có chợp mắt được đâu. Ta chỉ mong trời sáng thật nhanh để được gặp bà ta. Đối với ta chuyện này vô cùng hệ trọng, tại vì nó có thể cứu được Nhất Quynh khỏi án tử. Con biết, nhưng mà tiểu thơ phải bình tĩnh. Tiểu thơ đừng nôn nóng quá mà hỏng chuyện. Tiểu thơ uống miếng trà đi nè, còn nóng mà thơm lắm. Lòng dạ nào mà ta còn uống trà nữa chứ. Nhưng mà bây giờ tiểu thơ cứ như vậy á thì đâu có được ích gì đâu. Dạ, tiểu thơ uống miếng trà đi cho khỏe. Thôi, còn nóng lắm, để nguội ta uống. Dạ, vậy để con thổi cho tiểu thơ uống liền nha. Dạ, nguội rồi đó, tiểu thơ uống đi. Được rồi, để đó đi, lát ta uống. Tiểu thơ uống liền đi, để lát nữa nó nguội á là uống không có ngon. Nè, sao người cứ bắt ta uống trà hoài vậy hả? Không lẽ người có bỏ cái gì trong trà đúng không?
Dạ, đâu có đâu tiểu thơ. Con chỉ hầu hạ tiểu thơ thôi mà. Tiểu thơ nói vậy á, tội cho con chết. Thôi, chắc tại ta đang bực bội trong người nên sanh ra cáu gắt. Được rồi, người bỏ nó lên bàn đi. Đi ra ngoài rồi chút ta uống. Dạ. Chào bà. Lâu nay không gặp. Bà vẫn khỏe chứ? Sao lại là ngươi? Như Ý đâu? Bà muốn gặp Như Ý làm gì? Để nói rằng chính bà đã cầm dao giết chết ông Lý và đổ tội cho cô ta sao? Câm miệng đi. Nó không đến thì thôi. Nè, đứng lại. Lại ơi Lại. Lại ơi. Dạ. Dạ, tiểu thơ gọi con. Ta phải đi đây. Người ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận. Dạ, nhưng mà tiểu thơ đi một mình sao? Nguy hiểm lắm đó tiểu thơ. Hay là... Người cứ ở nhà, ta tự lo cho mình được. Nhưng mà... Không có nhân nhị cái gì hết. Tại sao ta thấy người cứ chàng ràng trước mặt ta, giống như là muốn ngăn cản ta vậy đó? Dạ. Lâu lâu gặp lại người quen, sao bà lại bỏ đi ngang như vậy? Phép lịch sự của Lý phu nhân đâu rồi? Người ta muốn gặp là Như Ý, chứ không phải là ngươi. Giả lại, với thứ ngụy quân tử giết người không gớm tay như ngươi thì cần gì ta phải lịch sự chứ? Nè, bà cứ chửi đi. Chúng ta đều là kẻ tám lạng, người nửa cân, có khác gì nhau đâu. Ta đã tha cho bà con đường sống, tại sao bà không giữ chữ tín? Tại sao vậy? Em trai của bà chết là do hắn ta tự đâm đầu vào thôi. Ta đã cất công thu xếp cho hai chị em bà bỏ trốn. Mắc gì bà không đi luôn? Bà còn quay lại đây để làm gì? Đã vậy còn đưa vật chứng gì đó nữa. Bà định lật tẩy ta với tiểu thư sao? Chỉ có kẻ chuyên làm chuyện mờ ám như ngươi thì mới sợ người khác lật tẩy. Đúng là có tật giật mình. Trương công tử ta ghét nhất là bị ai đó cản đường. Ta muốn đám cưới của ta với Như Ý phải được tổ chức càng sớm càng tốt. Không ai được tự ý xen vào phá bệnh hạnh phúc cuộc đời ta. Bà nghe chưa? Còn bà và cái vật chứng chết tiệt gì đó, hãy biến đi. Cầm ít bạc này và đi ngay đi, trong lúc ta còn nói chuyện tử tế với bà. Làm sao ta tin rằng bà cầm gói bạc này rồi bà bỏ đi luôn? Ta chỉ cần bạc. Hãy đưa túi bạc cho ta. Ta hứa sẽ không bao giờ quay trở lại. Khoan, lời hứa của bà không đáng tin cậy. Một lần bất tín là vạn lần bất tín. Ngươi không tin ta thì ngươi đến đây làm gì? Ta đến đây vì ta tin một điều: chỉ có người chết mới giữ đúng lời hứa mà thôi. Buông ta ra. Cứu ta.
Lính! Dạ! 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 Người bình tĩnh tới, ta sẽ giết bà ta! Cứu ta! Lùi lại! Lùi lại! Nhanh lên! Nè! Lùi lại! Lính! Lùi lại! Cứu ta với! Đại quan, đây là Trương công tử, còn kia là bà Lý. Bà ta chính là thủ phạm đã giết chết chồng mình rồi đổ cho Nhất Quynh đó. Ta không có. Đại quan, hãy bắt hắn đi. Hắn mới là người bày mưu hại Nhất Quynh. Trương công tử, hãy mau thả bà ta ra. Không, bà ta bây giờ là một nghi phạm, nhưng cũng là nhân chứng quan trọng của vụ án. Ta sẽ làm nhân chứng. Ta cũng có vật chứng để đưa cho ngài. Nhưng mà ngài đừng có đưa ta về làng. Vì tay cậu hoàng ở đó đã âm thầm có đâm đòn đến hắn đó. Lính, bắt lại. Đi lên. Bà Lý. Bà Lý. Bà Lý. Bà Lý. Bà ta chết rồi. Các ngươi ở đây chờ ta. Dạ. Tiểu thư ơi, tiểu thư. Tiểu thư ơi. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư tỉnh lại đi. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Cô bị sao vậy? Cô mơ. Tại sao cô lại ở đây? Canh mấy rồi? Đã quá giờ ngọ rồi. Sao cô không tới chỗ hẹn mà còn nằm ở đây? Con hầu. Thôi chết rồi. Chắc là nó nghe lời Trương công tử để ngăn ta đến điểm hẹn. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Bắt nó lại giùm ta. Nó đâu rồi? Thôi, tôi thấy cổng nhà mở tang quan kìa, mà có thấy nó đâu. Có lẽ nó sợ nên nó bỏ trốn rồi. Còn bà ta thì sao? Cô và quan huyện Trọng Nghĩa có đến kịp không? Có, đã tới kịp. Vậy thì hay quá. Vậy là bà ta đã khai ra mình là thủ phạm giết cha ta đúng không? Vậy là Nhất Quynh coi như được minh oan rồi. Tiểu thư à? Hả? Nhưng mà bà ta đã chết dưới bàn tay của tên họ Trương rồi. Chết rồi. Và bẩm quan, hắn rơi xuống vực và đã tắt thở. Thực ra bà là ai? Sao lại đánh tiếng để ta tới nơi này? Bà là ai mà bà biết tất cả những chuyện năm xưa của ta? Năm lần bảy lượt phá bỉnh ta. Ông mà cũng sợ có người biết chuyện năm xưa của mình sao? Mốt là em phải không? Mót đã chết. Và người đang đứng trước mặt ông chính là phu nhân của thượng thư họ Nguyễn. Thì ra người ra tay giúp đỡ gia đình bà Lệ bấy lâu nay chính là nàng. Nàng làm tất cả điều đó chỉ là để muốn trả thù ta hay sao? Ta cũng không biết nói sao cho nàng hiểu. Nhưng thực sự là nàng đã hiểu lầm ta rồi. Ta buộc cho nàng uống thuốc trục thai. Nếu như đứa bé đó còn tồn tại thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ta, và thậm chí là cả tính mạng của nàng nữa. Sau đó ta cũng nhiều lần cho thuộc hạ đi tìm nàng để chuộc lại lỗi lầm, nhưng nàng vẫn biệt vô âm tín. Ai ngờ đâu,
Bây giờ nàng đã trở thành một phu nhân quyền quý như thế này. Phải, đúng là ngươi có cho người đi tìm ta, nhưng là để thủ tiêu ta bịt đầu mối và giết mẹ của ta. Bà ấy thì cản trở gì tới con đường công danh khốn nạn của ngươi mà ngươi lại xuống tay với bà ấy một cách không thương tình như vậy? Ngươi tưởng ta vẫn là một cô gái ngây thơ năm nào hay sao mà bây giờ vẫn dở cái giọng nịnh nọt dối trá như vậy với ta Tô Hoàng? Kẻ lòng lan dạ thú như ngươi thì làm gì biết thương xót hay ân hận. Cũng may là số ta phước lớn mạng lớn nên không chết, lại gặp được quý nhân nên mới có thể quay về đây để trả lại mối hận năm xưa. Mẹ nàng chết đâu có liên quan gì tới ta. Nàng có tận mắt nhìn thấy ta hại bà ấy không, hay nàng chỉ nghe ai đó xúc xỉm? Còn chuyện tình cảm năm xưa, nàng hận ta, bỏ ta đi, không cho ta một lần sửa sai. Bây giờ nàng có trách thế nào thì ta cũng đành chịu. Ta chỉ mong nàng biết rằng trong lòng của ta lúc nào cũng tưởng nhớ đến tình xưa. Vì tức giận nàng không nghe lời, cho nên lúc ấy ta mới thốt ra những lời khó nghe. Chứ thực ra lúc nào ta cũng yêu thương nàng hết. Ta về làm rể họ Trịnh cũng là để củng cố địa vị, tích lũy vốn liếng, để ta chờ ngày đoàn viên với nàng thôi. Chứ ta nào có yêu thương ai khác, hay ham chi của cải vật chất của nhà ấy. Người không chỉ gian ác mà còn khốn nạn bỉ ổi, đúng là miệng lưỡi của kẻ sở khanh, lúc nào cũng ngọt như mía lùi. Nếu ta không tận mắt chứng kiến người giết con của ta và nghe thấy những lời sau khi người giết chết mẹ ta, thì chắc bây giờ ta vẫn còn u mê và nghe theo những lời đường mật của ngươi. Tô Hoàng, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu, tên sát nhân bỉ ổi. Ta và ngươi sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Ta sẽ không để cho ngươi lộng hành, một tay che trời, hãm hại người ngay nữa đâu. Người nào mà là kẻ thù của ngươi thì sẽ là bạn với ta. Cho nên ngươi đừng hòng ra tay hãm hại vợ con của người tá điền bất hạnh đó nữa. Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Vậy ra đây là lý do để nàng quay lại đây sao? Nàng tưởng mình can thiệp vào chuyện này là đang làm chuyện chính nghĩa hay sao? Cả nhà của tụi nó lâm vào đường cùng như vậy là do tụi nó ngu ngốc, tự chuốc họa vào thân, chứ ta không có lỗi gì cả. Một tên là Thảo Khấu mang tội sát nhân, còn tên kia lại là người ra quyết định xử tử anh nó. Thật là nực cười. Để ta coi nàng định cứu tụi nó như thế nào. Không lẽ nàng xúi thằng em lạm quyền thả thằng anh, hay là nàng sẽ nhờ vào chức vị thượng thư để cứu hắn mà không sợ phạm tội khi quân? Ta không biết. Ta chỉ cần biết ta sẽ không đứng yên nhìn ngươi lộng hành. Nè, nàng đừng có vì thù hận năm xưa mà làm chuyện gì ảnh hưởng tới danh tiếng chồng mình và cả thân phận cao quý của nàng. Bọn chúng không đáng để nàng phải hy sinh cả sự nghiệp của quan thượng thư đâu. Vậy sao? Chỉ cần chống lại ngươi thì chuyện gì ta cũng dám làm. Tình hình hiện nay ra sao rồi thưa đại quan?
Tên họ Trương này vô cùng ngoan cố. Hắn đang bắt bà Lý làm con tin và đã ra tay sát hại bà Lý để giết người diệt khẩu. Sau đó hắn bỏ trốn. Trên đường bị quan quân truy bắt, hắn đã té xuống vực và chết tại chỗ. Cả hai bây giờ đã chết thì không còn nhân chứng hay là thủ phạm để điều tra vụ án của Nhất Quynh nữa. Vậy là vụ án này đã đi vào ngõ cụt nữa rồi. Vậy còn tên quan huyện Làng Thơm thì sao? Hắn đã nghe theo lời của tên họ Trương ép Nhất Quynh nhận tội. Còn tên quan huyện Làng Thơm thì đang bị đình chỉ chức vụ, chờ người của triều đình điều tra xem có nhận hối lộ từ tên công tử họ Trương và ép cung Nhất Quynh hay không. Vì chuyện này cũng từ miệng của bà Lý, nhưng mà rất tiếc cả bà ta và tên Trương kia chẳng còn để đối chứng nữa. Không ngờ tên họ Trương lại thâm độc đến như vậy. Tôi đã nhìn lầm hắn suốt bao nhiêu lâu nay mà tôi không hề hay biết gì hết. Thưa đại quan, vậy hiện giờ mình không còn cách nào khác để chứng minh Nhất Quynh vô tội hay sao? Bà Lý và Trương công tử là nhân chứng cuối cùng, bây giờ đã chết, cho nên là không thể chứng minh ai là thủ phạm đã giết chết cha cô, và cũng không còn ai làm chứng cho Nhất Quynh vô tội cả. Còn tôi mà, tôi có thể làm chứng cho Nhất Quynh vô tội mà. Nhưng rất tiếc, trong sổ bộ của Làng Thơm đã ghi rất rõ ràng, lúc Lý lão gia bị sát hại, cô không có mặt tại hiện trường và không biết ai đã giết hại ông. Trời ơi, tại sao mọi chuyện cứ chống lại Nhất Quynh như vậy? Vậy ngài nói đi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Không lẽ cứ đứng nhìn Nhất Quynh chịu hàm oan rồi đi vào cửa tử sao? Ta sẽ cố gắng trong khả năng của mình để chứng minh là Nhất Quynh vô tội. Nhưng liệu có kịp không thưa đại quan? Ngài đã quên là thời hạn giải Nhất Quynh về kinh để thi hành án đã cận kề rồi sao? Ta biết, ta sẽ tìm cách hòa quẩn để tìm chứng cứ giúp Nhất Quynh rửa sạch tội này. Đã đi theo ta suốt đoạn đường như vậy rồi thì hãy ra đây gặp ta. Là cô sao? Cha chồng của cô thật là có phước khi mà có một đứa con dâu trung thành và tận tụy như vậy. Sao? Có phải ông ta sai cô theo dõi hành tung của ta không? Tôi làm chuyện này là hoàn toàn tự nguyện, bà đừng có hiểu lầm. Vì sao? Là vì tôi muốn hiểu rõ người đàn bà dám ngăn cản những việc làm xấu xa của hắn ta. Vậy là cô đã nghe rõ mọi việc rồi sao? Đúng vậy. Cô đã biết động cơ vì sao ta muốn phá bệnh ông ta rồi. Cô còn theo ta làm gì? Tôi đã nghe tất cả, cho nên tôi vô cùng khâm phục bà. Tôi muốn được như bà, và tôi muốn cùng bà tiêu diệt ông ta. Cô cũng muốn tiêu diệt ông ta à? Chẳng phải
cô là người con dâu mà ông ta tin tưởng còn hơn con ruột của mình sao? Tôi đã nghe hết chuyện của bà, nên cũng không muốn giấu bà chuyện của tôi nữa. Bà hận ông ta đã phù rẫy và nhẫn tâm phá bỏ giọt máu của hai người, nhẫn tâm giết chết mẹ của bà. Còn tôi hận ông ta vì đã dối gạt, xô đẩy cuộc đời của tôi vào con đường tăm tối không lối thoát. Bà hận hắn như thế nào thì tôi cũng căm hận hắn như vậy. Tôi và bà có chung một kẻ thù, và tôi muốn cùng bà tiêu diệt tên súc sinh này. Làm sao ta có thể tin cô? Tin hay không thì tùy bà. Nhưng nếu bà muốn thắng ông ta thì ngoài tôi ra bà không thể nào tìm ai khác tốt hơn tôi đâu. Tôi là người cần kề và nắm rõ đường đi nước bước của ông ta nhất. Có chuyện này tôi nghĩ là bà đang quan tâm, cho nên muốn nói cho bà biết. Đó là chuyện của anh em nhà Nhất Dương và Trọng Nghĩa. Ông ta đang giăng một cái bẫy để chờ sẵn. Nếu như Trọng Nghĩa vì tình thâm mà thả anh trai của mình, thì ông ta sẽ nhân cơ hội này để diệt trừ cả hai. Lúc này chỉ có bà mới ngăn cản được âm mưu của hắn và cứu hai anh em nhà Nhất Dương Trọng Nghĩa. Nhưng tôi xin bà hãy cẩn thận, đừng để mắc bẫy của hắn ta. Nếu đúng như những gì của ta nói thì cái bẫy này của Tô Hoàng quả là hiểm ác. Một mũi tên bắn rơi đôi nhạn, diệt trừ tận gốc nhà Tá Điền Lực. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Hắn mà biết hắn đang đẩy con trai ruột của mình vào cửa tử, chắc sẽ thổ huyết mà chết. Phen này đúng là trời giúp ta mà, không cần nhọc công cũng có thể trả được thù. Phu nhân, ngươi thu thập được tin gì không? Dạ thưa phu nhân, con dâu họ Tô trước đây là thanh mai trúc mã với quan huyện Trọng Nghĩa. Sau này vì tham phú quý nên đã lấy Tô Châu. Cô ta được coi là cánh tay phải đắc lực của Tô Hoàng, là người thay ông ta quản lý tất cả các xưởng chành. Theo những gì tôi tra được thì cô ta có vẻ tài giỏi và lấn lướt chồng mình về mọi mặt. Còn gia đình họ Tô thì hiện nay có vẻ đang lục đục. Sau khi ông Trịnh mất, đã để lại toàn bộ gia sản cho cậu Tô Châu. Bà Tô không biết nguyên cớ gì đã bỏ về nhà của cha mình sống. Còn cha con của Tô Hoàng thì cũng chẳng êm thấm gì, thường xuyên cãi giả, tranh chấp nhau trước mặt của nhân công và đối tác. Thì ra là như vậy. Đúng là thiên bất dung gian, kẻ ác bá xấu xa dạng cuối cùng cũng gặp quả báo. Hắn đã bỏ cả đời để dung đắp cái khối gia sản đó, nhưng mà cuối cùng chỉ được coi là kẻ làm thuê. Đáng kiếp. Còn mối quan hệ của Minh Lan và tên súc sinh đó thì như thế nào? Ngươi có điều tra được gì hay không? Theo như tôi thấy thì có vẻ như họ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Giữa họ có cái gì đó không bình thường. Trước mặt mọi người thì vẫn gọi cha con, nhưng mà khi không có ai thì cô ta gọi bằng ông chủ, xưng bằng tôi, với một giọng điệu vô cùng cay đắng. Vì cô ta đã ký cam kết bán thân nên phải phân biệt chủ tớ. Thật vậy sao phu nhân? Chuyện này không quan trọng, ngươi không cần phải tìm hiểu. Cứ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của gia đình họ Tô. Nhớ, đừng bỏ sót bất cứ ai là được. Vâng thưa bà. Như vậy là con nhỏ Minh Lan đó không có gạt ta. Nó không phải là tay trong của Tô Hoàng, mà chính là kẻ thù cận kề của hắn.
Hay lắm. Ta sẽ lợi dụng con cờ này đi mượn nước đẩy thuyền, khiến cha con hắn sát hại lẫn nhau. Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt tên khốn đó lúc biết rằng chính hắn giết con ruột của mình là ta phấn khích lắm rồi. Dạ bẩm quan. Có chuyện gì? Có bà Nguyễn phu nhân đến từ kinh thành. Nguyễn phu nhân đã về đến làng của mình rồi sao? Mời mà bà ấy vào đây. Dạ. À, Nguyễn phu nhân, bà về khi nào sao không báo để con ra nghênh tiếp? Mời bà ngồi. Ta sợ con bày vẽ cho nên không báo trước. Ta cũng mới tới thôi. Ban nãy ta có ghé thăm mẹ con, nên bây giờ ta ghé thăm con. Thấy mẹ con xanh xao tiều tụy mà ta không thể nào cầm được nước mắt. Dạ, mẹ con bệnh cũng đã mấy ngày nay rồi. Con và cô Út cũng đã ráng thuốc thang tẩm bổ cho mẹ, nhưng mà không thấy thuyên giảm chút nào cả. Bệnh của mẹ con là tâm bệnh, chẳng có thuốc thang nào chữa được đâu. Ta cũng có gặp qua cô Út, nên có biết qua chuyện nhà con. Mọi thứ thật là éo le ngang trái. Nếu như ta là mẹ con thì cũng thất thần và đau khổ như vậy thôi. Nè, hiện nay anh con đang ở trong ngục sao? Dạ phải. Mấy ngày nay con cảm thấy bế tắc lắm. Càng suy nghĩ con càng thấy rối rắm không có được thoát. Chỉ còn vài ngày nữa thì phải dẫn dải anh ấy về kinh đi thi hành án rồi, mà con không biết phải làm sao. Con không có cách nào hết phu nhân à. Bây giờ cứ mỗi lần về nhìn mặt mẹ con lại cảm thấy đau nhói, con thấy day dứt trong lòng, mà không thể nào làm tròn phận sự của một mệnh quan triều đình thì còn gì là trung quân ái quốc. Thật là tội nghiệp cho con. Con chỉ đang làm đúng chức trách của mình thôi. Còn riêng phần tí anh, thực ra ta có biết cậu ấy được một người giỏi võ nghệ cứu sống. Nó cũng tưởng gia đình nó chết hết rồi, nên ngày đêm luyện võ, đùng nấu ý chí phục thù. Vậy nên chuyện Tí Anh đã làm rồi chẳng may dướng vào dòng lao lý, khiến cho con phải khó xử như bây giờ. Thôi, con đừng có trách anh nha con. Phu nhân, vậy là phu nhân đã biết anh con còn sống sao? Vậy sao lần trước gặp mẹ con không nghe phu nhân nhắc đến? Hôm trước cô Út của con cũng hỏi ta y như vậy. Trọng Nghĩa, con quên mất là hôm chúng ta gặp nhau, mạng của con như chỉ mảnh treo chuông sao? Thử hỏi lúc đó ta còn tâm trí đâu mà nhớ tới chuyện khác. Với lại ta gặp Tí Anh cũng đã lâu lắm rồi. Lúc đó cậu bé cũng dặn ta đừng tiết lộ tung tích của nó, để nó chuyên tâm luyện võ chờ ngày phục thù. Rồi bản thân ta cũng trải qua đủ thứ đoạn trường, nên nhất thời ta không thể nhớ ra được. Trọng Nghĩa à, con không giận ta chứ? Dạ con không dám. Phu nhân chính là ân nhân của cả nhà con mà. Vậy thì ta yên lòng rồi. Nhưng mà bây giờ con tính làm sao? Con cũng chưa tính được gì hết. Lòng con bây giờ thì rối như tơ giò. Về đến nhà thì nhìn mẹ con hắt hiu như là đèn treo trước gió.
con càng cảm thấy đau đớn và tự trách mình hơn. Giá mà con có thể thay thế và nhận tội thay cho anh con thì tốt biết mấy. Vậy mà chua chát thay, con lại là người giam anh trai vào ngục và phán tội tử cho anh của mình. Phu nhân à, thử hỏi trên đời này có mấy ai lại đi kết tội anh của mình như con không? Tất cả là lỗi tại con, tại con hết, là tại con hết. Trọng Nghĩa à, con đừng có xúc động quá. Anh con không có lỗi, con càng không làm gì sai cả. Con không nên tự trách mình rồi lại sanh bệnh. Con nên nhớ hiện giờ cả nhà con chỉ trông cậy vào một mình con thôi. Thế nên để xử lý chuyện này sao cho vẹn toàn đôi bên thì con phải cần thật bình tĩnh và sáng suốt. Phu nhân à, con xin bà hãy chỉ cho con, giờ con phải làm sao? Ta hiểu được cảm giác khó xử của con bây giờ. Ta không dám khuyên con làm gì cả. Ta chỉ hỏi con, nếu con vẫn kiên quyết để tí anh ra pháp trường thì sau này con có dám nhìn mặt mẹ con không? Con có chịu được lời nguyền rủa của người đời hay không? Hay là con sẽ suốt đời sống trong sự day dứt hối hận, cứ hễ nhắm mắt lại là thấy đầu của anh mình rơi xuống đất bởi chính quyết định của mình? Con hãy trả lời thành thật đi. Ý của phu nhân là muốn con cứu anh con, phải không? Ta không xúi giục con làm điều gì cả. Nhưng con phải biết, thời gian cấp bách lắm rồi. Cần đến ngày phải dẫn giải Nhất Dương về kinh để xử trảm, mà con vẫn chưa tìm ra được vật chứng hay là nhân chứng để minh oan cho anh của con. Như vậy là không ổn chút nào. Cho nên trước mắt con nên nghĩ ra cách nào đó để hòa hoãn việc thi hành án, mà tìm thêm chứng cứ rồi minh oan cho Nhất Dương, kéo dài sự sống cho anh con, mà không bị liên lụy tới chức vụ mà con đang gánh trên vai. Chỉ có như vậy thì mới là thượng sách. Ta chỉ nói vậy thôi, còn quyết định vẫn là ở nơi con. Khi nào con cần, con hãy lên tiếng, ta sẵn sàng giúp đỡ. Đa tạ phu nhân đã chỉ dạy. Bây giờ ta xin cáo từ. Dạ. Chào đại quan. Dạ, chào đại quan. Mở cửa cho ta. Dạ. Hai người ra ngoài. Dạ. Đi. Dạ. Trọng Nghĩa, mẹ đâu rồi? Mẹ không gặp chuyện gì chứ? Anh hai à, mẹ không khỏe lắm cho nên không thể vào thăm anh được. Nhưng mẹ lúc nào cũng nhắc tới anh, mẹ lo cho anh lắm. Mẹ không khỏe là sao em? Có thuốc thang gì cho mẹ chưa? Đáng ra anh phải là người thay cha, lo cho mẹ, lo cho em. Vậy mà bây giờ anh khiến cả nhà phải lo ngược lại cho anh. Anh cảm thấy hổ thẹn lắm. Anh đúng là thứ bất tài vô dụng, là một đứa con bất hiếu mà. Anh hai, bây giờ anh có than trời trách đất cũng không có ích gì hết. Mẹ vừa gặp lại anh xong là mẹ nằm liệt giường luôn. Mẹ không chịu ăn uống gì cả, miệng thì luôn có nhắc tới tên anh và tự trách mình vì đã khiến anh lâm vào tình huống như ngày nay. Trời ơi, tại vì con mà mẹ phải ra nông nỗi này. Phải chi con đừng trở về,
thì mẹ đã không đau khổ. Còn em thì đã không khó xử như vậy. Người như anh đúng là không đáng sống trên đời này nữa, đúng không em? Trọng Nghĩa, em mau mau cho người dẫn anh lên kinh đi. Anh còn ở lại đây ngày nào thì gia đình mình còn đau khổ ngày đó. Trọng Nghĩa, khi anh chết đi rồi, nhớ thay anh phụng dưỡng mẹ và cô, chăm sóc phần mộ cho cha và tí em. Hứa với anh đi tí em. Anh Hai à, em không hứa gì cả. Tại vì em muốn cùng anh làm chuyện đó. Anh Hai à, tại sao lại ích kỷ như vậy chứ? Anh chết đi thì được phần của anh rồi, nhưng còn mẹ thì sao? Còn em thì sao? Anh có hiểu cho những người ở lại sẽ phải dằn vặt đau khổ, lúc nào cũng nhớ tới anh, mà sao anh cứ mở miệng ra đòi chết như vậy chứ? Anh nghĩ đó là cách anh trả hiếu cho mẹ sao? Vậy bây giờ anh phải làm gì hả tí em? Anh đâu còn có lựa chọn nào khác nữa. Anh phải sống, đó là cách báo hiếu cho mẹ tốt nhất. Nhưng mà anh... Không nhân gì hết, em đã có cách, anh đừng có lo. Em định làm gì? Em đừng làm chuyện gì dại dột đó. Anh không xứng để em đánh cược sự nghiệp của mình đâu tí em. Chuyện này anh đừng lo, em đã có cách để thu xếp mọi lẽ. Mọi chuyện như thế nào lúc đó anh sẽ biết thôi. Chỉ cần anh còn sống bên mẹ thì giá nào em cũng phải làm. Em không muốn từ đây đến cuối đời mẹ sẽ luôn nhắc tới tên anh trong nước mắt. Mẹ và anh đã xa nhau lâu quá rồi, mẹ nhớ anh lắm, anh biết không? Nhưng nếu anh sống thì em sẽ làm sao yên hả? Em đừng nói với anh là em sẽ... Anh yên tâm đi, em sẽ thu xếp để giúp anh thoát khỏi đây. Khi nào có cơ hội, anh chỉ cần nhanh chân thoát thân là được. Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều nữa hết. Tí em à, em làm cách nào? Tuy anh là dân thao khấu lang bạc kỳ hồ, nhưng anh vừa biết em sẽ bị giáng tội ra sao nếu để cho anh trốn thoát khỏi chỗ này. Em có thể bị tước áo mão, đày ra biên ải và làm phu dịch suốt đời. Chẳng lẽ đó là cách của em sao Trọng Nghĩa? Anh đừng lo gì sau đó. Trước mắt là anh phải kéo dài mạng sống của mình. Sau này khi minh quan cho anh, lúc đó anh có thể sống tự do như bao nhiêu người khác. Trọng Nghĩa, em đừng có biến anh thành kẻ tham sống sợ chết chứ. Đẩy em trai mình thành kẻ thế mạng như vậy, em tưởng mình hy sinh như vậy thì mẹ sẽ vui sao? Anh không đồng ý, em đừng có làm gì hết. Anh rất cảm kích trước tấm lòng của em, nhưng anh không xứng đáng. Em phải đánh đổi cả sự nghiệp và cả tính mạng của mình như vậy. Mẹ cần em hơn anh. Nhưng mà... Không nói nhiều nữa. Chuyện anh làm anh sẽ chịu, anh sẽ trả giá bằng mạng sống của mình. Anh chỉ tiếc là cho tới ngày hôm nay anh vẫn chưa trả thù được cho cha và chưa báo hiếu được cho mẹ. Anh Hai à, anh đã xa mẹ mười mấy năm rồi, anh nhất định là phải sống để gặp lại mẹ. Không phải chuyện gì anh cũng cố chấp và cứng đầu được đâu anh Hai à. Anh hãy nhớ những gì mẹ em dặn hôm nay. Trọng Nghĩa, chào ngài. À, chào ngài. Có việc gì cần kiếp hay sao mà ngài lại gửi thư quả tóc đến cho ta như vậy? À, như ngài đã biết, tội phạm sắp dẫn giải về kinh khá là nguy hiểm, cho nên ta muốn đích thân đưa đi cho yên tâm. Sáng dịp ta cũng muốn diện kiến hoàng thượng để trình sớ lập công luôn. Vì vậy trong thời gian sắp tới, ta muốn nhờ ngài thay ta cai quản trị an của vùng này.
Chuyện này chưa từng có tiền lệ. Ta e rằng sẽ phạm phải quy chế của triều đình về tội vượt cấp đó. Ngài yên tâm, trước khi nhờ ngài, ta cũng đã thư qua với quan phủ và cũng đã được chấp thuận. Ngày mai sẽ có trác của quan phủ gửi cho ngài. Nếu như vậy thì được, ngài cứ việc lên đường về kinh để lo thi hành công vụ. Trong thời gian này, ta sẽ thay ngài cai quản huyện nhà. Đa tạ ngài. Dạ thưa ông, tên lính nói lại không sót một câu nào. Hắn nói mấy ngày nay tên quan huyện trọng nghĩa, có vẻ sốt ruột và sắp xếp mọi thứ, dường như là hắn chuẩn bị một chuyện gì đó hệ trọng lắm thưa ông. Cũng phải thôi, bởi vì kỳ hạn dẫn giải tội phạm về kinh đã tới cận kề rồi. Nhưng cụ thể là nó đang suy tính điều chi, ngươi có dò ra được gì không? Dạ, có thể là hắn muốn dẫn thằng anh về kinh để xin đức vua ân xá tha tội tử đó thưa ông. Không, không đâu. Hắn là mệnh quan của triều đình, ắt biết điều đó là không thể. Hình luật triều đình chưa hề có tiền lệ này. Huống chi tội thằng kia là sát nhân, sao tránh khỏi án tử được? Có khi nào hắn muốn giải cứu anh mình rồi cùng nhau bỏ trốn không ông? Cũng có thể hắn bí quá quá liều. Nhưng nếu cả hai anh em chạy trốn thì mẹ và cô của hắn sẽ bị bắt tội ngay. Một người có hiếu như hắn không bao giờ để mẹ của mình bị liên lụy như vậy đâu. Chạy biết đâu hắn sắp xếp cho cả nhà cùng trốn thì sao ông? Cũng có thể. Ngươi cho người theo sát bà ta, đồng thời dặn tên lính đó, nhất cử nhất động của tên Trọng Nghĩa phải quay về đây báo gấp cho ta biết. Đi đi. Dạ. Đại quan, chẳng hay ngài có việc gì mà gọi tôi đến gấp như vậy? Tiểu thư như ý, cô nghe cho rõ đây. Chuyện ta sắp nói ra đây là một chuyện vô cùng hệ trọng, bắt buộc cô phải giữ bí mật, phải tuyệt đối cẩn thận và giữ bí mật. Chỉ cần có kẻ biết được thì danh tiếng, thậm chí là tính mạng của cô cũng sẽ bị đe dọa. Ngài làm tôi thấy lo quá. Có phải chuyện liên quan đến Nhất Huynh không? Phải. Như ý, cô có muốn cứu mạng Nhất Dương không? Nhất Dương là trọng phạm của triều đình, cho nên người nào dính líu tới việc giải cứu Huynh ấy thì khó tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy. Vì vậy ta phải thật chắc chắn là cô có toàn tâm toàn ý muốn cứu Huynh ấy thì ta mới có thể nói được. Sao ngài còn phải hỏi câu đó? Bây giờ ước nguyện lớn lao nhất của tôi là cứu sống được Huynh ấy. Cho dù có phải đánh đổi cả tánh mạng của mình thì tôi cũng làm. Thật không? Cô có dám lấy tính mạng của mình ra thề rằng sẽ giúp Huynh ấy không? Có. Tôi xin thề là sẽ làm bất cứ việc gì, miễn là có thể cứu được Nhất Huynh. Ngài nói đi, làm việc gì tôi sẽ làm ngay. Được rồi, cô hãy nghe đây. Ngài dẫn giải Huynh ấy về kinh đã đến, mà Huynh ấy tới kinh sẽ lập tức bị xử trảm ngay, không có cơ hội minh quan hay là gia hạn thi hành án gì hết. Cho nên ta tuyệt đối không thể đưa Nhất Huynh về kinh. Nhưng mà ngặt một nỗi, cãi lại lệnh vua là không thể. Cho nên trong tình thế cấp bách này, ta chỉ nghĩ được một cách duy nhất. Ta sẽ thay thế Huynh ấy làm tội nhân để quan quân giải đi. Ta hy vọng khi mọi người phát hiện ra việc tráo đổi phạm nhân này thì Nhất Dương đã đến một nơi an toàn và việc xử trảm sẽ bị đình lại. Nhưng cơ hội đó, ta sẽ tấu trình với đức vua ngọn ngành câu chuyện, mong rằng đức vua anh minh sẽ giải oan cho Huynh ấy.
Nhưng như vậy thì nguy hiểm quá. Nếu như mọi việc mà không như ngài nghĩ thì ngài sẽ mất hết tiền đồ, thậm chí là sẽ mất mạng vì tội khi quân. Ta biết, khi nghĩ ra phương cách này, ta cũng coi như phó thác sinh mạng của mình vào may rủi. Miễn sao cứu được Nhất Quỳnh khỏi bị thi hành án là ta đã thấy mãn nguyện rồi. Ta không thể nào đứng nhìn anh mình chết với nỗi hỏng quan mà không ra tay giải cứu được. Vậy thì còn Nhất Quỳnh thì sao? Trong thời gian ta về kinh, để tránh sự soi mói và hãm hại của người khác, thì Nhất Quỳnh phải tạm lánh mặt ở một nơi khác, càng xa nơi đây càng tốt. Đợi khi ta minh quan được rồi thì lúc đó huynh đệ ta sẽ hội ngộ, gia đình đoàn viên, vẫn còn không muộn mà. Mong rằng mọi việc sẽ suôn sẻ và may mắn như những gì ngài sắp xếp. Ta không còn cách lựa chọn nào khác. Cô nghe cho kỹ đây. Đêm mai khoảng cuối canh 1 đầu canh 2, ta sẽ tìm cách giải thoát cho huynh ấy khỏi ngục. Vì vậy ta mong là cô đến đó để đón huynh ấy đi giùm ta. Cô có làm được không? Thưa ngài, nhưng mà tại sao tôi phải đón huynh ấy đưa đi? Vì huynh ấy sẽ bị ngủ mê. Vì chỉ có cách đó thì ta mới đưa được huynh ấy ra khỏi ngục. Cô cũng biết tính của Nhất Dương rồi đó. Cho dù ta có thuyết phục cỡ nào thì huynh ấy cũng sẽ không chịu bỏ đi. Tính mạng của Nhất Quỳnh ta hoàn toàn giao hết cho cô đó. Hãy giúp ta đưa huynh ấy cao chạy xa bay. Ngài tin tưởng tôi vậy sao? Ta nhìn thấy được tấm chân tình của cô đối với Nhất Dương, và ta cũng biết rõ trước kia cô đã giúp huynh ấy như thế nào. Tiểu thư như ý, tôi xin cô hãy giúp huynh ấy thêm một lần nữa thay mặt gia đình ta. Ta xin cúi đầu tạ ơn cô. Ngài đừng có nói khách khí như vậy. Dù ngài không nhờ thì tôi cũng sẵn sàng dùng tính mạng của mình để cứu lấy huynh ấy thôi. Chỉ cần huynh ấy còn sống thì dù có trả giá thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận hết. Đa tạ tấm lòng của cô. Nhưng ta nói trước là chuyện này vô cùng nguy hiểm và rủi ro. Liệu một mình cô có thể nào xoay sở được không? Ngài yên tâm đi, chuyện này cứ để tôi lo, tôi sẽ thu xếp được. Ừ. Ta nhắc lại một lần nữa, đêm mai vào cuối canh 1 đầu canh 2. Thì ra là nó thế thân cho anh của nó lánh mặt, rồi nó nộp mình về kinh để mong gặp đức vua kêu khóc minh quan. Xem ra thì thằng lỗi này cũng có trí đó chứ. Nhưng nó còn lâu mới làm được điều đó. Ta sẽ ra tay ngăn chặn âm mưu đó và biến việc trộm long tráo phụng của nó thành tội phóng thích tội phạm nguy hiểm của triều đình. Ông chủ thật là cao tay. Còn ngươi, lập tức theo dõi và cho người đón lỏng Nhất Dương vào đêm mai. Dạ. Nhớ đó, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bắt cho được Nhất Dương. Ngươi hiểu chưa? Dạ. Còn ta sẽ lên quan để báo cáo và chặn bắt thằng Trọng Nghĩa trong lốt của tội nhân. Một mũi tên bắn rơi đôi nhạn. Chuyến này ta nhất quyết phải kết thúc mạng sống của hai anh em nhà nó, không thể chần chừ thêm phút giây nào nữa. Thưa Nguyễn phu nhân, tôi đã chờ bà suốt từ sớm tới giờ. Nhìn điệu bộ cô có vẻ sốt ruột, bộ có chuyện gì gấp lắm hay sao? Dạ, tôi được biết Trọng Nghĩa đang tính cách để giải thoát cho anh của mình, nhưng tên khốn Tô Hoàng đã biết được kế hoạch đó.
nên hắn tương kế tựu kế để hại anh ấy. Một mặt thì hắn cho người đón lỏng để bắt Nhất Dương, mặt khác lại nhờ quan phủ để đứng ra lật tẩy âm mưu này. Phu nhân, bà hãy làm gì đó để ngăn chặn Trọng Nghĩa đừng ra tay có được không? Thưa phu nhân, tôi không muốn anh ấy trúng kế của tên Tô Hoàng. Nếu cô lo cho Trọng Nghĩa như vậy thì tại sao không nói thẳng cho cậu ấy biết? Hiện thời anh ấy thoái thác gặp tôi. Vả lại có nghe chưa chắc là anh ấy đã tin tôi đâu. Lúc này chỉ có bà thì may ra có thể khiến anh ấy nghe lời. Tôi xin bà đó, bà làm ơn đi, hãy ngăn cản anh ấy giùm tôi, đừng cho anh ấy hành động gì dại dột, được không phu nhân? Tôi xin bà đó, hãy cho anh ấy biết việc này chẳng những không cứu được anh trai của mình mà còn vướng vào tội nữa. Nghe ra thì ta thấy là cô lo cho Trọng Nghĩa thiệt. Nhưng liệu cậu ta có cảm kích cho tấm lòng của cô hay không? Hay vẫn xem cô như kẻ phụ tình, ham giàu sang phú quý? Ta mà như hắn chắc là hận cô lắm. Một người từng là thanh mai trúc mã mà nay làm con dâu của kẻ thù thì chắc cũng như kẻ thù thôi. Nè, cô có thấy việc mình làm là vô ích không? Anh ấy có coi tôi là gì thì tôi vẫn muốn giúp anh ấy đến cùng. Tôi sai vào gia đình đó cũng do tên khốn Tô Hoàng lừa gạt, chứ lòng tôi chưa bao giờ làm chuyện gì hổ thẹn với lòng cả. Phu nhân, tôi xin bà hãy giúp anh ấy lần này nữa đi. Tôi xin bà đó. Cho dù cô không đứng ra gian xin thì ta cũng đã biết mình phải làm gì rồi. Ta không muốn số nạn nhân phải chết dưới tay của hắn ngày càng nhiều hơn nữa. Ta nhất định không để cho hắn được hả hê đâu. Cô cứ yên tâm. Thật không phu nhân, bà sẽ giúp anh ấy chứ? Bây giờ chỉ có bà mới có thể giúp được Trọng Nghĩa mà thôi. Được rồi, cô cứ về đi, ta có cách. Đa tạ phu nhân. Nhất Dương sắp bị xử tử, ta đang chờ lệnh của bà. Đừng vội, việc cần làm bây giờ là cứ án binh bất động, để tên khốn đó cứ nghĩ mọi thứ diễn ra đúng như hắn dự liệu. Như vậy thì hắn sẽ chủ quan và thiếu đề phòng. Hãy đợi tới khi nào Trọng Nghĩa bị khép tội và bị xử tử thì lúc đó ta sẽ ra mặt kết thúc câu chuyện thảm cảnh cha con sát hại nhau. Cô Mơ, ta biết rõ cô rất thương Nhất huynh và cô đã làm nhiều việc vì huynh ấy. Xét ra người hy sinh cho huynh ấy nhiều nhất không phải là ta mà chính là cô. Sao cô lại nói chuyện đó trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy chứ? Cô nghe ta nói hết đã. Nhất huynh cần phải đi đến một nơi thật là xa, thật là hẻo lánh để không ai nhận ra huynh ấy. Như vậy thì mạng sống mới bảo toàn được. Chờ đến khi nào quan huyện Trọng Nghĩa bình an từ kinh trở về thì lúc đó cô hãy đưa huynh ấy quay trở lại. Nhưng chuyến đi của quan huyện lần này lạnh ít dữ nhiều, có thể sẽ không được như ý muốn. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho Nhất huynh một cuộc sống lâu dài và ổn định. Ta nghĩ cô là người có khả năng sống tốt nơi rừng sâu, núi non hiểm trở, nên cô hãy thay ta đưa huynh ấy tới những nơi đó.
Cô hãy giúp huynh ấy bắt đầu một cuộc sống mới và quên đi hết hận thù trong quá khứ. Tiểu thư, nói giống như là Nhất Dương sẽ không bao giờ quay trở lại vậy. Ta rất hy vọng những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng làm sao ta biết được tương lai chứ. Thôi thì cứ vòng xa cho chắc ăn vậy. Vì sự an toàn của Nhất huynh, cô hãy thay ta gánh vác trọng trách này nha cô Mơ. Chúc cho chuyến đi của hai người bình an suôn sẻ. Tại sao cô không đi cùng huynh ấy vậy? Người dụng về đảnh đoản như ta đi cùng thì e rằng sẽ liên lụy đến Nhất huynh. Chỉ có cô là thích hợp nhất. Cô Mơ à, có thể đây cũng là số trời đã định. Ta và huynh ấy có duyên nhưng không có nợ, nên đến đây đành phải chia xa thôi. Nhưng mà tiểu thư à, người mà Nhất Dương yêu nhất lại chính là cô. Cô cũng biết mà phải không? Có đúng hay không thì chỉ có Nhất huynh là người rõ nhất. Nhưng cho dù là vậy thì đó cũng là chuyện của ngày hôm trước, rồi thời gian sẽ phôi pha tất cả. Từ hôm nay cho đến hết quãng đời còn lại, cô mới chính là người mà huynh ấy cần nhất. Cô hãy lấy tình yêu của cô làm cho huynh ấy được hạnh phúc nha cô Mơ. Cô nói vậy thì tôi càng thấy cô chính là người mà huynh ấy cần. Thôi, chúng ta đừng dây dưa nữa. Thời điểm này tính mạng của Nhất huynh là quan trọng nhất. Chuyện khác sau này hãy tính sau. Thôi, ta không nói nhiều nữa. Cô nghe đây, cô hãy thật cẩn thận trên đường đi. Vì tai mắt của Tô Hoàng sẽ phát hiện ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất là hai người nên giả trang thật khéo để tránh dòm ngó. Và hãy thay tên đổi họ cho cả hai. Được rồi, tôi hứa với cô, tôi sẽ bảo vệ Nhất huynh an toàn trở về. Con người sao mà lòng dạ phức tạp quá. Mới yêu đó rồi lại hết yêu. Bà mấy bữa tin tưởng lắm mà, sao bây giờ không nhìn ra? Chính vì yêu cho nên cô như ý mới gửi gắm cậu Nhất Dương cho cô Mơ đó chứ. Yêu thì phải ráng đi tới hôn nhân với nhau, sao lại nhường cho người khác? Thiệt là vô lý à. Nè bà, bà là người gieo duyên cho người khác, sao bà không hiểu tâm ý của người gì hết? Chính vì hết mực yêu thương cậu Nhất Dương nên Lý tiểu thơ mới mong cho cậu ấy được hạnh phúc. Mà trong hoàn cảnh lúc này á, thì chỉ có cô Mơ mới giúp được cho cậu ấy thôi. Cái này người trần gian hay gọi là hy sinh cho tình yêu đó, bà hiểu chưa? Ừ, ông nói cũng có lý. Tôi chỉ nghĩ đơn giản á, yêu nhau thì phải cưới nhau. Ai ngờ có thêm mấy chuyện rắc rối này. Nhưng mà tôi thấy họ đối với nhau cũng sâu nặng lắm, dễ gì mà cởi bỏ nhanh chóng được. Nhất là tiểu thư Như Ý á, cổ là nhi nữ mà không thường tình chút nào. Ông chờ mà xem. Con ăn uống gì chưa?
Cô Út có chừa cơm cho con ở dưới đó. Để cô xuống chuẩn bị, con nghỉ một chút cho khỏe, rồi xuống ăn nghe. Để cô Út xuống hầm thức ăn cho nóng cái đã. Khoan đã cô. Khỏi đi cô. Sao vậy con? Con không ăn thì sức đâu mà lo cho anh con, lo cho mẹ con chứ. Cô Út thấy con dạo này ăn uống thất thường quá. Mặt mày hốc hác, xanh mét luôn rồi kìa. Mẹ con sao rồi cô? Hồi nãy cô mới cho uống thuốc rồi. Bây giờ mẹ con ngủ rồi. Chán gì đâu. Uống mấy ngày rồi mà không có thuyên giảm gì hết á. Cô lo quá con ơi. Bệnh của mẹ con thì có thuốc nào mà hết chứ cô? Thì bởi vậy mới nói cô rầu ghê nơi. Mẹ con ít khi bệnh lặt vặt, mà bệnh một cái là nằm liệt giường liệt chiếu hả? Còn Nhất Dương sao rồi con? Khi nào giải nó về kinh? Tạm thời cô chưa nghĩ ra kế nào hay, nên chỉ đang tìm cách hòa quản nhằm kéo dài thời gian, được chừng nào hay chừng đó. Mà cô Út nè. Cô dặn cái này. Sắp tới con phải lên kinh làm công vụ. Cô Út ở nhà lo cho mẹ giùm con nha. Ủa vậy hả con? Mà con lên kinh làm gì? Sao đúng lúc mẹ con đang bệnh như vậy mà con lại lên kinh? Không quản lại được sao con? Dạ, tại vì gì gấp cho nên không thể nào quản được. Con chưa biết là sẽ đi bao lâu nữa, nhưng có lẽ không về liền được đâu cô Út. Cô Út nhớ động viên an ủi, lo cho mẹ giùm con nha. Thôi thì công việc thì con cứ đi đi. Nhưng đi rồi nhớ mau về đó. Chứ anh con đã như vậy mà con lại đi xa, cô e là mẹ con chịu không có nổi đâu. Cô Út đừng lo, anh với Dương sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Con về kinh lần này sẽ diện kiến Đức Vua, dâng sớ để mong ngài ân xá cho anh con. Con nói thiệt hả tí em? Nhưng có được không vậy con? Dạ chắc chắn sẽ được. Cô Út, nếu mẹ con thức lúc nào thì cô Út nói lại cho mẹ con nghe nha. Mẹ con nghe được vậy chắc là mừng lắm đó. Lạy trời lạy Phật cho chuyến đi của con được bình an suôn sẻ. Dạ bẩm quan, cho gọi tiểu nhân có chuyện gì ạ? Ta có chuyện này muốn nhờ ngươi. Ngươi có sẵn lòng giúp ta hay không? Dạ bẩm đại quan, chưa biết là ngài nhờ chuyện gì, nhưng tiểu nhân sẵn sàng xả thân vì ngài. Lần trước nếu không được ngài cho bạc thì mẹ của tiểu nhân đã không được cứu chữa kịp thời rồi. Chuyện đó lâu quá rồi, ta đã không còn nhớ nữa. Nhưng tiểu nhân luôn ghi nhớ và tạc trả ghi lòng ơn của đại quan. Nếu không có đại quan thì mẹ của tiểu nhân đã không qua khỏi cơn thập tử nhất sinh rồi. Suốt đời này mẹ con của tiểu nhân luôn khắc ghi tấm lòng của đại nhân và sẽ trả ơn ngài khi có dịp. Vì vậy ngài muốn tiểu nhân làm chuyện gì xin ngài cứ nói. Được, vậy ta cũng không dòng dò thêm nữa. Chắc ngươi cũng đã biết tội phạm Nhất Dương chính là anh ruột của ta. Dạ. Ta từ trước tới giờ công tư phân minh, liêm chính như thế nào chắc ngươi cũng đã biết rõ rồi. Ta cũng không phải là gỗ đá vô tri mà không biết đau xót khi người thân của mình bị hành quyết. Dù đầu đội mão của vua ban, vai mang trọng trách là quan của triều đình, nhưng
ta vẫn là một con người. Chắc người hiểu ý của ta chứ? Dạ, tiểu nhân cũng biết nỗi lòng của đại quan, và cũng biết ngài có tấm lòng nhân nghĩa. Tiểu nhân sẵn sàng làm mọi chuyện ngài muốn. Ừ, ta không cần ngươi đội ơn hay tạc dạ ghi lòng. Ta chỉ cần ngươi làm một chuyện, và phải giữ kín, không được cho ai biết. Ngươi yên tâm, chuyện này không nguy hiểm hay là khó khăn gì đâu. Và nếu như có chuyện gì xảy ra, ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, không để liên quan tới ngươi. Cẩn thận, cẩn thận. Cô Mơ à, cô hãy nhanh chóng đến bìa rừng trước khi trời sáng, như vậy mới tránh được tai mắt của mọi người. Đại quan yên tâm, cô Mơ trăm sự nhờ cô đó. Khi Nhất Huynh tỉnh lại, mong cô hãy khuyên nhủ huynh ấy một lời, rằng tính mạng là hệ trọng nhất, đừng câu nệ danh dự hay nghĩa khí gì cả. Huynh ấy vẫn còn sống, vẫn còn có thể gặp lại mẹ già. Tôi sẽ ghi nhớ lời tiểu thư, tôi xin ghi nhớ lời đại quan. Thôi tôi đi đây, mọi người cũng bảo trọng nha. Anh hai, anh nhất định phải thoát được nạn kiếp này và sống sót qua việc gặp mẹ nha. Mở cửa, để ta giải phạm nhân lên kinh theo lệnh của huyện quan. Thank you.
Đây là tên tội phạm Nhất Dương. Tôi bàn giao lại cho các anh. Các anh phải canh chừng cho kỹ nghe không? Ủa, sao lại bịt mắt hắn? À, cái này là làm theo lời của quan huyện. Tên này võ nghệ cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, nên bịt mắt hắn lại để tránh các rủi ro xảy ra dọc đường. Thôi, tôi hiểu rồi. Chúng ta lên đường thôi. Ủa, chị hai, chị khỏe lại rồi hả? Chị thấy trong người sao rồi? Thằng tí em đâu rồi? Dạ, nó lên công đường lo việc rồi. Mấy bữa nay nó cứ chạy đi chạy về giữa buổi vì nó lo cho chị đó. Rồi thằng tí anh sao? Cô có nghe tin tức gì về nó không? Thôi, chị mới vừa tỉnh lại, lo nghỉ ngơi tịnh dưỡng sức khỏe cái đã. Khi nào tí em nó về, chị nói chuyện với nó nha. Tôi hỏi cô tí anh sao rồi? Em cũng đâu có biết. Nhưng mà tí em nó nói là nó sẽ lo cho anh của nó. Còn lo sao thì nó không có nói với em, cho nên em không biết. Chị, mà nó nói nhiều câu khó hiểu lắm chị hai. Khó hiểu là khó hiểu làm sao? Em cũng không biết nữa. Trời đất ơi, sao cái gì của cô không biết vậy? Chuyện quan trọng á, như vậy mà cô cứ ậm ờ không biết là sao? Chị hai, đi đâu vậy? Chị hai. Nè, quan huyện của mình hôm nay phải lên kinh dẫn giải tội phạm. Quan làng bên sẽ qua cai quản giùm một thời gian. Mày liệu hồn đừng có làm việc lơ là, kẻo mắc tội nghe chưa? Nè, chú mới vừa nói sao? Dạ chào phu nhân. Chú nói lại tôi nghe coi. Mấy chú vừa nói quan huyện sẽ dẫn giải tội phạm lên kinh sao? Dạ đúng rồi thưa bà. Trước khi đi, ngài đã dặn dò tiểu nhân phải canh gác trong lẫn ngoài và bảo vệ hai bà. Quan huyện đi khi nào? Dạ thưa bà, sáng nay ạ. Chắc bây giờ ngài cũng đi tới cổng làng rồi thưa bà. Trời ơi, Nhất Dương. Nhất Dương. Nhất Dương. Tí Anh. Tí Anh ơi. Chị hai. Đi anh ơi. Chị hai ơi. Đi anh. Đi anh ơi. Mấy ông ơi, chậm lại cho tôi gặp con. Đi anh ơi. Đi anh ơi. Đi anh ơi. Đi anh. Đi anh. Thưa bà, chúng tôi tiếp tục lên đường, mong bà thông cảm. Đi anh. Mấy chú ơi, mấy chú làm ơn cho tôi nói với con tôi về lời đi mà. Tôi xin mấy chú mà. Đi anh. Con nghe mẹ nói không đi anh? Chị hai, chị vừa khỏi bệnh, chị đừng quá xúc động, không tốt đâu chị. Mẹ xin lỗi con tí anh. Chắc là con buồn trách mẹ lắm phải không? Vì mẹ đã bỏ rơi con lại nơi vực sâu, khiến con bơ vơ lạc lõng. Vậy mà vừa gặp lại con, mẹ chưa kịp bù đắp gì lại cho con, bây giờ đã phải chia xa ly tán rồi. Tí anh ơi, mẹ là một người mẹ không ra gì hết. Mẹ không biết bảo vệ con, không biết bảo vệ gia đình mình. Trời ơi, ngay cả một bữa cơm gia đình ấm cúng đầy đủ mà mẹ cũng chưa làm được điều đó cho con. Ước gì có thể quay lại được ngày xa xưa đó. Mẹ sẽ không la rầy, mẹ không có cằn nhằn gì con nữa đâu. Con muốn làm gì mẹ cũng chịu hết, chỉ cần con ở lại với mẹ. Mẹ chỉ cần vậy thôi tí anh ơi. Chị hai, chị đừng nói vậy. Nó có buồn trách gì chị đâu. Chị thương con ai cũng biết mà, tại chị không bộc lộ ra ngoài thôi. Thằng tí em cũng vì áp lực phải trả mối hận gia đình mình, phải cố gắng học hành đỗ đạt làm quan. Mẹ bắt nó phải gạt bỏ những vướng bận xung quanh, ngay cả mối tình thanh mai trúc mã của nó, để đạt được mục đích. Nhưng rồi nó có sung sướng gì đâu. Trời ơi,
làm quan huyện mà phải ra lệnh xử tử anh của mình thì còn gì đau đớn hơn nữa chứ. Vậy mà mấy hôm nay mẹ còn có ý trách nó. Chắc là thằng Ti em nó cũng quán mẹ lắm, nhưng mà nó không dám nói ra. Mẹ là một người mẹ tồi tệ. Chị ơi, tại mẹ mà tụi con mới ra nông nỗi này. Có phải mẹ là nhận lãnh nhân quả vì những gì mẹ đang làm, phải đúng không Tí Anh? Tí Anh, con nói cái gì đi? Sao con không trả lời mẹ hả Tí Anh? Con nói đi, sao con không trả lời mẹ hả Tí Anh? Con trách mẹ đi, con trách mẹ không được mà Tí Anh. Thưa bà, chúng tôi phải tiếp tục lên đường, nếu chậm trễ sẽ bị tội nặng, mong bà thông cảm. Đi. Tí Anh, mẹ ông ơi, mẹ ông ơi, mẹ ông ơi, mẹ ông ơi, Tí Anh, khoan đã. Dừng lại. Tỏ Can, ngươi là ai? Sao ngươi lại dám cản đường lính triều đình thi hành công vụ? Tránh ra. To gan, ta là quan phủ đây. Ta vừa nghe mật báo có sự tráo đổi tội nhân, nên phải tức tốc cho người ra ngăn chặn. Người đâu, kiểm tra tên tội phạm này cho ta. Quan phủ, người nói gì tôi không hiểu. Tráo tội nhân là thế nào? Tên tội phạm Nhất Dương mà các ngươi đang dẫn giả về kinh đã bị tráo đổi. Đây không phải là hắn. Ý ngài nói người này không phải là tên tội phạm Nhất Dương sao? Đúng vậy. Ta được mật báo tên tội phạm Nhất Dương đã được giải cứu và trốn thoát. Tên này đã được trao đổi với hắn. Sao lại có chuyện động trời như vậy? Kẻ nào có thể trao đổi tội phạm mà không thể phát hiện như vậy? Là kẻ nào chúng ta sẽ biết ngay thôi. Thì em giờ bỏ đời quá. Thưa mẹ, sao con lại là tội nhân được chứ? Tí em, sao vậy? Anh con đâu hả? Tí em, anh con đâu? Bà Lệ, chuyện này rõ như ban ngày mà bà không hiểu sao? Nó muốn cứu thằng anh nên đã mở cửa ngục giải thoát cho anh của nó, rồi tự trói mình về kinh chịu tội. Như vậy là vẹn toàn về tình và lý rồi còn gì. Bóng quan phủ, mọi chuyện không phải như ngài thấy đâu. Thì chức chỉ tha anh trai của mình về diện kiến đức vua với mong muốn là minh quan cho anh ấy mà thôi. Không như cái ta thấy ư? Vậy tên Nhất Dương đâu? Ngươi đã thả hắn ra khỏi ngục rồi đúng không? Dạ bẩm đại quan, chuyện đó thì có, nhưng mà anh Nhất Dương bị quan, thì chức muốn anh ấy tạm thời lánh mặt, để thì chức minh quan xong thì sẽ quay về ạ. Thì chức không hề có ý thả người trốn tội, mong đại quan minh xét. Quỷ biển, nghe không lọt lỗ tai. Bẩm quan phủ, quan huyện sở tại đã vì tình thâm đã tự ý tha bổng tội nhân của triều đình, tùy tiện lấy thân mình thay cho hắn ta vì kinh nộp mạng là phạm tội khi quân rồi. Đã vậy còn xảo ngôn quỷ biển hồng che giấu tội lỗi. Nếu ngài không ngăn chặn âm mưu này kịp thời, có thể trên đường đi hắn sẽ quay về và đổ tội cho thuộc cấp lơ là, để tội nhân trốn thoát. Tu Hoàng, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Trọng Nghĩa, thân mang trọng trách của triều đình, biết luật lệ mà làm sai luật thì có dùng lời lẽ biện minh nào đi nữa cũng không được chấp nhận. Lĩnh đâu? Dạ. Dạ. Mau giải Trọng Nghĩa về ngục. Đứng lên. Giam lại, chờ ta xét xử. Tí em. Đại quan. Tí em. Tí em. Tí em. Tí em. Tí em. Chị ơi, trời ơi, Tí em ơi, sao con lại dại dột như vậy? Anh con đã gặp chuyện rồi, bây giờ con cũng chịu tội, mẹ sống làm sao đây? Sao con không nghĩ cho mẹ vậy Tí em? Có điều này bà cũng nên biết, thằng Nhất Dương đang được ta canh giữ an toàn. Khi nào xử xong thằng em thì cả hai anh em tụi nó sẽ được hành quyết cùng một lúc.
lúc đó nhà của bà sẽ hết ly tán rồi đó. Cha con tụi nó sẽ được đoàn viên với nhau ở dưới suối vàng. Tô Quang, mày, chị hai, chị mày, hai, mày đã giam giữ thằng Nhất Dương ở đâu? Mày, mày đụng tới con tao, tao không có tha cho mày đâu. Đồ súc sinh. Chị hai, chị đừng mắc mưu hắn. Hắn chọc cho chị tức giận lên để hại cho sức khỏe đó. Đúng, nên dưỡng sức để khóc cho hai đứa con trai của mình ở ngoài pháp trường kìa. Bà, mày tính làm cái gì tao? Mày có giỏi thì giết luôn hai bà già này đi. Đối với kẻ giết người không gớm tay như mày thì có gì mà khó chứ. Mày giết anh tao, mày truy đuổi hãm hại hai đứa cháu của tao, còn sợ gì nữa mà không giết hai mạng già này chứ? Đúng là hai con mụ điên. Dây vào chỉ tội bẩn tay thôi. Nhớ, tính mạng của thằng Trọng Nghĩa đang nằm trong tay của tao. Tụi mày làm dữ chỉ mệt cho tụi nó mà thôi. Chị hai, chị hai, có phải em làm sai chuyện gì nữa không chị hai? Không, cô làm rất đúng. Lần đầu tiên tôi thấy cô giận dữ như vậy. Nhưng đối với tên khốn nạn đó thì mình phải như vậy. Nhưng mà em chỉ lo cho Trọng Nghĩa đang nằm trong tay của hắn, còn Nhất Dương thì không biết sống chết ra sao nữa. Chị hai, hay là mình đi tìm Nguyễn phu nhân, mình cầu cạnh bà ta đi chị hai. Nhưng mà thôi, chị đang yếu như vậy, chị đừng đi, để em đi cho. Không, tôi sẽ đi với cô. Tánh mạng của hai đứa con như cá nằm trên thớt, nếu phải quỳ xuống gian sinh hay làm gì tôi cũng làm hết, xá gì chuyện cầu cảnh. Chị hai à, chị hai, đi từ từ thôi. Chị hai, chị hai à. Quan huyện Trọng Nghĩa, ngài thật là vĩ đại. Chỉ vì cứu anh ruột của mình mà bất chấp tất cả, thậm chí đánh đổi cả tiền đồ đang rộng mở. Ta nói thật, điều này làm ta thấy cảm động vô cùng. Tô Quan, ngươi đừng có gấp lửa bỏ tay người. Ta tin là cây ngay không sợ chết đứng. Ta chỉ tráo đổi người để về kinh diện kiến đức vua, minh quan cho anh của mình mà thôi. Chỉ có ngươi mới tin vào chuyện đó thôi. Ta cũng không cần kẻ vô loại như ngươi tin ta làm gì. Tô Quan, chẳng may ta rơi vào tay ngươi, dù sống hay chết ta cũng chẳng màng. Nhưng nếu có chết thì ta sẽ làm ma quay về để bắt ngươi phải trả đủ tội ác của mình và tất cả những gì mà ngươi đã gây ra cho gia đình của ta. Ngươi cứ chờ đó đi. Hay, hay lắm. Chết tới nơi mà vẫn còn khẩu khí, y như cha và anh của ngươi. Kỳ này ta sẽ cho hai anh em ngươi đoàn viên với lại thằng cha ngu xuẩn của ngươi. Ngươi không được xúc phạm tới cha của ta. Dù sao cha của ta cũng là người khẳng khái quân tử, chứ không có hèn hạ giống như ngươi. Kết cuộc thì sao? Kẻ hữu dũng vô mưu như cha của ngươi chỉ có rước họa vào thân, thậm chí liên lụy tới vợ con của mình. Thử hỏi như vậy thì hay ở chỗ nào? Nực cười nhất là hắn còn truyền lại dòng máu ngu ngốc cho hai anh em nhà ngươi. Tụi bay có chết thì cũng đừng oán ta, mà hãy oán thằng cha của ngươi đó. Làm ta phải nhọc công tiễn đưa tụi bay về với thằng tá điền ngu ngốc đó. Đồ khốn, anh hai của ta có phải đang bị người giam giữ không? Anh ấy mà có bề gì, ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi đâu. Ngày đe dọa làm ta sợ nữa đó. Dạ, thưa đại quan, ngài tưởng mình còn là quan huyện hay sao mà còn lên giọng như vậy? Nè, ngài quên rằng ngài đang bị giam giữ trong ngục.
với tội danh phóng thích tội phạm triều đình hay sao? Ta nói cho biết, người thường phạm tội này đã bị trừng trị nặng, huống chi là một kẻ biết luật như ngươi, mà còn mắc phải thì sẽ bị trừng trị tội như thế nào đây? Lột áo mão cân đai và đầy đi ra ngoài biên ngải, nơi rừng thiên nước độc. Chà, ta cảm thấy lo cho ngài lắm đó đại quan. Cứ đừng vội mừng, số ta phước lớn mạng lớn. Bao nhiêu lần ngươi hãm hại ta mà ta có chết đâu, ngươi quên rồi sao? Nếu như ngươi biết dùng tiền bạc để đảo lộn luật pháp thì ta đây cũng có thế lực ở sau lưng đủ trọng lớn để che cả bầu trời. Ngươi đừng hòng đụng tới gót chân của ta. Sao, ngươi chột dạ rồi đúng không? Lần này thì chỉ có trời mới cứu được ngươi thôi. Đừng có dở giọng phách lối với ta. Tội danh của ngươi đã rành rành ra đó, có quan phủ là người chứng kiến sự việc. Cho dù ngươi có thế lực cỡ nào cũng không thoát được tội đâu. Chờ đó mà xem đi. Tại sao tôi... Tại sao tôi lại ở đây? Ở đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Cô nói đi. Nguyễn phu nhân, Nguyễn phu nhân, thằng tí em nó... Ta đã biết chuyện rồi, bà vợ của Út cứ bình tĩnh. Lấy đồ, quay lại cho ta. Không được. Huynh định đi đâu? Huynh định làm gì hả Nhất Dương? Ta phải quay lại để cứu em ta. Ta không thể để em ta đi vào chuồng chết được. Lấy đồ, quay lại cho ta. Nhanh lên. Nhất Dương à, huynh bình tĩnh lại đi. Bây giờ huynh quay về có khác nào là đi vào chỗ chết đâu chứ. Dù có đi vào chỗ chết, ta cũng sẽ quay lại. Quay lại cho ta, ngươi cứ nghe ta nói hay không? Quay lại cho ta. Huynh bình tĩnh đi. Nhất Dương, Nhất Dương. Tất cả chuyện này đều là do âm mưu của Tô Hoàng. Hắn đã đoán được đường đi nước bước của Trọng Nghĩa, cho nên cứ ung dung thả dây, chờ câu hai anh em tính chụp mũ đổ tội. Đúng là đồ thâm hiểm độc ác. Trời ơi, tội nghiệp thằng Trọng Nghĩa con tôi quá. Vì thương anh mà đâm đầu vào bảy tên khốn đó, đến nỗi bây giờ phải bị giam giữ. Còn thằng Nhất Dương thì bây giờ không biết nó sống chết ra làm sao rồi. Nói gì thì nói, Trọng Nghĩa hành xử như vậy thì nông nổi quá. Nó dư biết làm cái điều này là sai, chẳng được kết quả gì, vậy mà nó vẫn làm. Nó làm cho tình hình đã rối lại càng rối thêm. Chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi, trách móc cũng chẳng có ích chi nữa. Dù nó có sai thế nào, tôi cũng không thể nào đứng nhìn con mình bị tên Tô Hoàng ám hại được. Phu nhân à, hôm nay tôi đến đây là để cầu xin bà ra tay cứu con tôi thêm một lần nữa à. Cho dù tôi có phải đổi mạng già này
tôi cũng đổi, miễn sao nó bình an vô sự. Xin hãy giúp mẹ con tôi lần này nữa đi phu nhân. Tôi xin bà đó phu nhân. Thôi được rồi, được rồi, bà ngồi xuống đi. Phu nhân, tụi tôi xin bà đó phu nhân. Xin bà hãy nghĩ ra kế gì đó để giúp Trọng Nghĩa được không bà? Bây giờ chỉ có bà mới cứu được nó thôi. Bà mà còn từ chối thì khác gì chị em tôi đâm đầu vô ngõ cụt. Không phải là ta không muốn giúp, mà lần này tình thế khó can thiệp vào, vì chính quan phủ đã chứng kiến mọi việc. Lần trước ông ta ngậm tiền của Tô Hoàng, sự ép vụ Trọng Nghĩa đánh Tô Châu. Ta đã mượn danh của ngài thượng thư can thiệp một lần rồi, nhưng lần đó tội nhẹ có thể bỏ qua được, còn lần này thì... Nguyễn phu nhân, tôi xin bà đó, bà làm ơn tìm cách cứu tụi nó đi. Tôi không thể nào mất tụi nó được. Bà làm ơn làm phước một lần này nữa thôi, tôi xin bà mà. Phu nhân, tôi xin bà mà, bà cứu hai đứa con của tôi đi mà. Xin bà, xin bà cứu hai đứa con của tôi đi. Bà Lệ à, tôi xin bà Lệ, mà, tôi xin bà. Bà đứng lên đi, bà đừng có làm vậy. Cổ cũng đứng lên đi. Bà cứu con tôi đi mà, tôi không có đứng lên đâu. Chỉ có bà mới cứu được tụi nó, chỉ có bà mới cứu được tụi nó thôi. Bà giúp tôi đi, bà làm ơn đi, bà coi như bà tái sinh tụi nó một lần nữa đi. Tôi gian bà đó. Ơn của bà tôi xin ngậm dạch kết cỏ, đời đời tôi không bao giờ dám quên đâu. Tôi xin bà phu nhân ơi, tôi xin bà mà, cứu con tôi đi, tôi xin bà mà. Phu nhân ơi. Mọi việc đang dần đi vào thầm lòng mà ta đã thắt, để chờ cho hai cha con hắn đưa cổ vào. Chỉ cần một chút nữa thôi, ta sẽ được chứng kiến thảm cảnh mà ta mong đợi suốt 18 năm nay. Phu nhân, tôi xin bà hãy cứu chúng nó đi mà. Phu nhân ơi, bà hãy cứu con tôi đi. Tôi lại bà mà, tôi lại bà phu nhân ơi. Tôi lại bà cứu nó đi bà phu nhân. Con khai không? Mày ly hả? Sao rồi? Dạ, con tra tấn nó suốt ngày hôm nay, nhưng mà nó vẫn cứng họng, không chịu khai điều gì hết. Hai tên kia ra ngoài đi. Dạ. 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 Cởi trói cho nó nói chuyện với tao. Dạ. Có phải mày là lão già gia cho thằng khốn Nhất Dương võ nghệ để ám sát tao đúng không? Tại sao? Tại sao mày lại làm như vậy? Tao và mày có thù oán gì? Hả? Mày khai cho tao biết, mày đã nhận bạc của ai để làm chuyện này? Nói! Mày không nhớ tao, nhưng tao nhớ mày rất rõ. Thằng khốn Hồ Tô kia, tao không những thu mày tới tận xương tủy, mà tao muốn biệt trố mày chết ngàn lần. Mày hả dạ tao? Mày là thằng nào? Tại sao lại biết tao? Mày còn nhớ ta Điền Tinh Mạc ở làng suối cách đây 20 năm chưa? Mày chỉ ham mê nhan sắc vợ của hắn ta, nên đã vu cáo hắn tội phản loạn triều đình, khiến gia đình hắn phải ly tán, còn hắn phải trốn chui trốn nhủi. Sau đó mày đã cưỡng hiếp vợ của hắn, đến nỗi người phụ nữ đó phải tự vẫn trong cơn đau đớn uất nghẹn.
rồi mày còn gài bẫy đánh len hắn, mày còn đập liệt hắn một cánh tay, rồi ném xác hắn xuống vực để phi tang. Sao mày nhớ ra chưa? Thì ra là mày. Tao tưởng mày đã chết mất xác dưới dòng thác đó rồi chứ. Tao phải sống, tao phải ráng sống để chờ đến ngày tao lột xác mày tao mới há dạ. Mày ngang lắm, mày đúng là thằng sống dai. Tao cho mày biết, những kẻ ngán đường của tao đều phải chết. Không chết trước thì cũng phải chết sau. Mày lọt vào tay của tao đúng là số trời đã định. Vậy thì ngày hôm nay tao sẽ cho mày đoàn tụ với vợ con của mày. Ông, tại sao ông lại thả hổ vô rừng vậy? Tao nghi ngờ nó còn đồng bọn. Mà muốn bắt con cá rô thì phải thả con săn sắt. Mày hiểu chưa? Dạ. Mày mau theo dõi nó, đừng để mất dấu. Dạ, con biết rồi thưa ông. Mày tiếp tục cho người canh chừng hắn ngày đêm cho tao.
nhất định sẽ lộ mặt kẻ đứng đằng sau lưng nó. Nếu đúng như tao dự đoán, tao sẽ giăng bẫy bắt hết cả bọn. Bà Nguyễn có tới thăm con hôm qua phải không Trọng Nghĩa? Dạ. Bà ta nói gì với con vậy? Phu nhân dặn con khi về kinh phải một mực kêu quan và xin gặp bằng được quan thượng thư. Sau đó ngài ấy sẽ giúp con có cơ hội diện kiến đức vua để kể rõ sự tình. Nếu con tìm được bằng chứng tố giác tội lỗi của Tu Hoàng thì con và anh hai sẽ được giảm tội. Và chỉ là nạn nhân của hắn thôi. Đến lúc đó ngài thượng thư sẽ tấu vài lời với đức vua mong ân xá cho con. Phu nhân nói đó là con đường sống duy nhất cho tụi con đó mẹ. Vậy hả con? Dạ. Bà còn cho biết là đang ráo riết tìm tên bướng và vài chứng cứ quan trọng khác để tố cáo tên Tô Hoàng lên đức vua. Lần này hy vọng sẽ lật ngược tình thế, cứu con khỏi tội chết, đồng thời truy tội tên Tô Hoàng gian ác đó. Vậy con cứ làm theo bà ấy. Dạ. Nguyễn phu nhân đó đúng là quế nhân, luôn xuất hiện đúng lúc để cứu con thoát nạn. Lần này mẹ cũng mong hai con tai qua nạn khỏi. Mẹ nguyện sẽ đền đáp ơn bà ấy suốt đời. Huynh biết mình đang đi ngang làng nào rồi chứ? Huynh muốn ghé thăm cô ấy một chút không? Không được, ta phải đi nhanh về để cứu Trọng Nghĩa. Cô bị sao vậy? Sao tự nhiên đau bụng quá? Chắc là hồi nãy tôi ăn trúng cái bánh bị thiêu hay sao á. Cô còn đi nổi nữa không? Đau quá. Cô còn đi nổi nữa không vậy? Không, tôi đau quá, không đi nổi nữa. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Chắc là phải ghé vô làng, đi kiếm chỗ nào tá túc, tôi mua thuốc uống rồi mới đi nổi nữa. Tại sao lại đau bụng trong lúc này chứ? Làm sao mà tôi biết được? Nó đau làm sao tôi cản được? Thôi được, tôi chịu hết thôi nổi rồi. Rồi để tôi đưa cô vào trong làng, tôi sẽ tìm thuốc cho cô uống. Nhanh lên. Đau quá tôi đau quá. Đau quá. Này là tiếng kèn lá, là tiếng kèn lá của chàng. Nhất Dương ơi, có phải không thể nào, có lẽ ta đã quá nhớ thương chàng nên đâm ra ta tự lừa gạt chính bản thân mình. Chứ làm sao Nhất Quỳnh là ở đây được chứ? Có lẽ bây giờ chắc chàng đang ở một nơi xa lắm.
này chàng đã làm gì vậy? Chàng có an toàn và mạnh khỏe không? Chàng có biết là em nhớ chàng lắm không? Sao? Tại sao lại ở đây lúc này? Chẳng phải anh đã đi xa lắm rồi sao? Có phải là em đang nằm mơ không? Là anh thật sao?